Alo, mấy anh chị thấy màn hình chưa ạ? Dạ rồi cô. Cái lịch học tuần sau các anh chị nhận được chưa ạ? Dạ chưa cô ơi. Dạ, tuần sau mình học online tiếp với nha anh chị. Dạ vâng. Dạ, mấy anh chị có cần xem cái lịch học không? Nếu mà cô có thì cô cho tụi em thì quá tốt rồi. Cô Diệu chưa có liên lạc để gửi lịch học cho mình hả các anh chị? Dạ chưa. Dạ, mình thứ hai này mình vẫn học online tiếp với anh chị. Tại vì hồi nãy mình nghe các anh chị bàn nhau cái việc học online á, tại vì cái lịch này cô cũng không thấy là gửi trên mail của trường luôn á, mà hình như gửi riêng hay sao ấy. Tại vì tụi em chủ nhật còn một buổi học tại trường đó cô, Học rồi lý tuần thuyết sau thì hay là học tụi lý em thuyết hay là học học môn khác hả các anh chị? học lý thuyết ngày chủ nhật, mà tụi em không biết được là có lên trường không hay là lại học online mà không có Dạ. thông báo Học nội bệnh trên lý, học group cái mail. gì vậy anh chị? Hay là học môn khác ạ? Học bên Nhi cô, Nhi ở ngày chủ nhật chính thức học online trực tiếp ạ. Dạ. Tại vì cái này mình chỉ có lịch nội thôi các anh chị, mình đang chia sẻ cái màn hình cho các anh chị. Đây cái lịch học đây, các anh chị có thể chụp lại cái màn hình. Tại vì còn các anh chị hỏi lên bên đào tạo cỡ coi, tại vì bên nội bệnh lý á, tuần sau mình cũng học online hết á, có nghĩa là chưa đi lâm sàng lại luôn á. Các anh chị, dạ, các anh chị xem Em lại cho cũng lớp có điện mình qua nha. hỏi rồi, cũng kêu là Dạ. các cô nói là để các cô ta rồi. Dạ. Còn đây là lịch học nội bệnh lý nhưng mà mới nhất anh chị. Anh chị chụp giùm mình với. Dạ, rồi lần trước thì mình đang học dở cái bài an toàn truyền máu, thì bữa trước mình có đề cập đến những lần trước đó là về những cái hệ nhóm máu rồi các nguyên tắc tiếp cận chung của an toàn truyền máu và các tai biến của truyền máu và các chế phẩm máu, rồi thì hôm nay mình đi qua tiếp cái phần còn lại. Thì về cái hoạt động truyền máu á, thì dựa trên cái cơ sở pháp lý là năm có một cái năm 2017 thì Bộ Y tế có ban hành cái quyết định về quy chế truyền máu. Nhưng sau đó thì đến năm 2013 thì Bộ Y tế lại đưa ra cái thông tư hướng dẫn hoạt động truyền máu do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên ký. Thì lúc đó thì cái quy định về quy chế truyền máu năm 2017 sẽ bị được bãi bỏ. Thì trong cái thông tư số 26 này thì cái thông tư này các anh chị có thể tìm đọc, thì trong thông tư này gồm có 11 chương, 71 điều và 15 phụ lục. Thì cái thông tư này được áp dụng để cho tất cả các bệnh viện trong cái hoạt động về truyền máu. Và năm 2017 thì Bộ Y tế có ra thêm cái thông tư 15 quy định về giá máu, chế phẩm máu và các chế độ cho người hiến máu. Thì đây là một cái quy trình truyền máu.
Thì cái quy trình này thì mình lấy ở một cái bệnh viện truyền máu huyết học ở Sài Gòn á, thì không biết thì có những ở những cái bệnh viện tuyến ở những cái bệnh viện mà hạng tuyến những cái bệnh viện ở địa phương như của mình á, thì có thể là sẽ không áp dụng được đầy đủ á, các quy trình này. Thì như cái quy trình này thì đối với những cái người mà hiến máu ở cộng đồng ha, họ sẽ tham gia cái phong trào có thể là hiến máu nhân đạo hoặc là hiến máu cho người thân. Thì những cái người hiến máu này có hai loại người là hiến máu tình nguyện và hiến máu chuyên nghiệp. Thì cái người mà hiến máu chuyên nghiệp á, là những cái người mà họ hiến máu với mục đích để lấy tiền, họ thì họ họ hiến rất là thường xuyên, đặc biệt là trong những cái người mà hiến tiểu cầu á, tại vì thường các chế phẩm tiểu cầu họ chỉ để được cỡ 5 đến 7 ngày thôi. Thì những cái người hiến này họ sẽ được sàng lọc, nếu họ đủ tiêu chuẩn hiến máu thì họ sẽ được đưa vào khám tuyển chọn và làm một cái số xét nghiệm sàng lọc những cái bệnh lây truyền, rồi được được xét nghiệm nhóm máu. Nếu mà đủ điều kiện thì họ người ta sẽ tiến hành lấy máu của họ. Sau khi cái bịch máu này được lấy á, thì cái bịch máu này tiếp tục được xét nghiệm sàng lọc. Nếu mà sàng lọc được đủ điều kiện thì sẽ được đưa vào sử dụng. Đưa vào sử dụng thì cái máu này là máu toàn phần, thì khi đó họ sẽ tiến hành tách các thành phần máu, như vừa trước mình đã chia sẻ là họ sẽ tách ra thành các chế phẩm máu như là hồng cầu lắng, huyết tương, tiểu cầu, vân vân. Thì các chế phẩm máu này sau khi được tách thì sẽ được bảo quản và lưu trữ trong kho ha của bệnh viện. Khi nào mà những cái người họ những cái bệnh nhân những cái bệnh viện họ cần máu, họ sẽ đến và lấy, hoặc là họ đăng ký ở những cái ngân hàng máu họ đến họ lấy. Đối với những cái bệnh nhân mà cần được hiến máu thì họ sẽ được xác định nhóm máu này, rồi họ được chọn những cái bịch máu mà hòa hợp giữa cái máu của họ với lại cái máu của túi máu, và được thực hiện cái phản ứng chéo tại cái khoa xét nghiệm á. Sau đó thì nếu mà hòa hợp được thì điều dưỡng sẽ tiến hành mang cái túi máu này về truyền cho bệnh nhân. Thì tại giường bệnh thì bệnh nhân sẽ được làm phản ứng chéo tại giường, sau đó tiến hành theo truyền máu, rồi sẽ được theo dõi, và trong quá trình truyền máu nếu có tai biến xảy ra thì sẽ tiến hành xử trí. Sau khi mà truyền máu xong á, thì bệnh nhân sẽ được theo dõi về các tai biến và xảy ra muộn sau khi truyền máu là ta sẽ theo dõi các bệnh lây truyền qua đường máu. Đối với cái tiêu chuẩn của người hiến máu á, thì ở Việt Nam họ quy định là những người và đủ điều kiện hiến máu là từ 18 đến 60 tuổi. Cân nặng đối với nữ là lớn bằng 42 kg ha, nam thì là từ 45 kg trở lên thì mới có đủ điều kiện để hiến máu, và hiện tại là không mắc các bệnh cấp tính và mãn tính gì cả. Rồi, người hiến máu mà đang mang thai thì cũng không hiến được, hoặc là những cái người mà họ đã biết họ mắc các bệnh lây truyền qua đường máu hay các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì cũng không được đăng ký hiến máu. Và khi mà đối chân với những người hiến máu thì khi khám lâm sàng họ đương nhiên là họ phải tỉnh táo và tiếp xúc tốt rồi. Về cái huyết áp tâm thu của họ là trong khoảng từ 100 đến 160, và huyết áp âm trương trong khoảng từ 60 đến 100 ha. Tim thì đều không có vấn đề gì cả, không có vấn đề gì về bệnh lý tim mạch. Rồi những cái người hiến máu á, thì nếu mà họ nghi ngờ những cái bệnh lý mà ác tính thì họ cũng không được hiến máu. Vậy như họ có các triệu chứng mà gây sút cân, là sút cân trên 10% trọng lượng của cơ thể trong vòng 6 tháng, rồi có những cái triệu chứng của thiếu máu như da xanh, niêm mạc nhợt, hoa mắt, chóng mặt chẳng hạn, hoặc là có các dấu hiệu của bệnh lý ác tính như hạch to, sốt,
thường có những cái bệnh triệu chứng của bệnh lý cấp tính như là ho, khó thở, rồi tiêu chảy, sốt huyết, rồi có những cái tổn thương hoặc là những cái bất thường ở trên da ha, thì mình cũng không có được hiến máu. Rồi những cái người mà đến hiến máu á, thì họ sẽ được xét nghiệm mà công thức máu ha. Thì nếu mà những cái người mà họ hiến máu toàn phần hoặc là hiến các thành phần của máu á, thì khi mà xét nghiệm thì HB của họ ít nhất là phải được 12 gram trên deci lít. Còn nếu họ hiến máu toàn phần với số lượng lớn là trên 350 ml thì cái HB của họ phải trên 12,5 gram trên deci lít. Và cái nồng độ protein máu của họ là phải đạt được ít nhất là 60 gram trên lít. Và cái xét nghiệm này được tiến hành là không quá 1 tháng. Đối với những cái người mà họ đến để họ hiến tiểu cầu, hiến bạch cầu hạt hoặc là hiến tế bào gốc, thì cái số lượng tiểu cầu của họ đạt về ít nhất là 150 ngàn trên milimét khối ha. Rồi, đối với nhân viên y tế của mình mà khi mà mình khám tuyển chọn cái người hiến máu á, thì nếu mình khám mà mình thấy người ta có các vết xăm chỗ nè, hoặc là mới bấm khuyên ha, bấm khuyên ở bất cứ vị trí nào, hoặc là họ mới phơi nhiễm với lại máu hoặc là dịch cơ thể từ những người có nguy cơ hoặc là những người có mắc bệnh lây truyền qua đường máu, hoặc là những cái người mà họ đến hiến máu họ mới khỏi bệnh các bệnh như là thương hàn, nhiễm trùng huyết nè, rắn cắn nè, viêm tắc động mạch tĩnh mạch, viêm tủy xương, viêm tụy, thì những cái người này họ mình sẽ trì hoãn cái vấn đề hiến máu của họ 6 tháng. 6 tháng là kể từ khi mà kể từ cái thời điểm mà họ phơi nhiễm nè, kể từ cái thời điểm họ họ xăm xong, họ bấm lỗ tai rồi xong. Khi khám tuyển chọn người hiến máu thì mình phải khai thác kỹ cái tiền sử bệnh sử của người đến hiến máu, làm đầy đủ các xét nghiệm, làm xét nghiệm mà HBsAg trước khi hiến máu. Xét nghiệm này là xét nghiệm để sàng lọc cái kháng nguyên của viêm gan B á. Nếu mà trường hợp người ta có nhiễm viêm gan B thì nó sẽ dương tính. Thì đối với cái xét nghiệm này á thì không có thể là không làm đối với trường hợp mà họ đã từng hiến máu rồi mà họ có cái kết quả này âm tính trong cái lần hiến máu gần đây nhất, hoặc là họ có cái kết quả HBsAg âm tính trong cái lần mà khám sức khỏe gần đây nhất, mà cái lần khám sức khỏe đó của họ là dưới 12 tháng. Trong cái trường hợp mà họ nghi ngờ là họ bị nhiễm viêm gan B, hoặc là lần trong cái tiền sử lần trước họ có cái xét nghiệm HBsAg dương tính mà lần này họ đến họ muốn hiến máu á, thì mình phải làm thì mình phải làm lại cái xét nghiệm này, và cái xét nghiệm này mình phải tiến hành làm 2 lần cách nhau là 6 tháng bằng cái kỹ thuật ELISA hoặc là kỹ thuật hóa phát quang. Nếu mà âm tính thì mình mới cho tiến hành cho họ hiến máu. Rồi, về yêu cầu kỹ thuật đối với các xét nghiệm bắt buộc đối với lại viêm gan B á, thì những cái người mà sau khi họ phơi nhiễm cỡ từ 6 đến 8 tuần thì cái xét nghiệm HBsAg nó mới dương tính. Như vậy là cái giai đoạn mà trước khi cái HBsAg dương tính người ta gọi là giai đoạn cửa sổ, thì giai đoạn này kéo dài gần đến 2 tháng lận. Thì để phát hiện được cái kháng nguyên viêm gan B này thì họ sử dụng kỹ thuật ELISA hoặc là kỹ thuật hóa phát quang. Kỹ thuật ELISA là cái kỹ thuật dựa trên cái phản ứng
kháng nguyên với kháng thể gặp nhau và gây ra cái phản ứng miễn dịch đó các bạn. Thì họ sẽ sử dụng cái kỹ thuật ELISA là họ dựa trên cái phản ứng kháng nguyên kháng thể. Còn cái kỹ thuật về cái hết đối với những với viêm gan C thì sau khi mà phơi nhiễm khoảng 80 đến 90 ngày thì mới phát hiện được. Thì cái giai đoạn mà trước khi phát hiện được họ gọi là giai đoạn cửa sổ thì nó gần mất gần đến 3 tháng. Thì cái viêm gan C này họ cũng phát hiện được bằng kỹ thuật ELISA hoặc phá phát quang. Tuy nhiên thì cái kỹ thuật của viêm gan C thì họ sẽ tìm cái kháng thể. Viêm gan C nghĩa là khi mà họ bệnh nhân họ có bị nhiễm cái viêm gan C thì cơ thể sẽ sản xuất ra các kháng thể để chống lại, thì họ tìm cái kháng thể đó. Đối với HIV á, thì sau khi cái giai đoạn cửa sổ của HIV là khoảng 20 ngày, nếu mà mình xét nghiệm cái DNA virus thì có thể là phát hiện được sớm hơn. Thì đối với xét nghiệm HIV thì ngoài cái test nhanh á, thì họ sẽ dùng cái xét nghiệm ELISA hoặc là hóa phát quang để phát hiện đồng thời cái kháng nguyên và kháng thể của virus viêm gan virus HIV. Đối với giang mai thì họ dùng kỹ thuật APA. Thì cái kỹ thuật này nó dựa trên cái cơ chế là khi mà người bệnh nhân bị nhiễm cái giang mai á, thì cơ thể nó sẽ sản xuất ra các kháng thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn giang mai. Chống lại cái sự phát triển của cái con giang mai này. Thì cái xét nghiệm này là giúp phát hiện cái kháng thể mà chống lại cái giang mai này. Rồi đối với sốt rét á, thì mình tìm ký sinh trùng sốt rét trên tiêu bản giọt đàn giọt đặc hoặc và đọc kết quả bằng kính hiển vi quang học. Đối với CMV là cytomegalovirus thì phát hiện kháng thể phát hiện ra cái kháng thể kháng cái virus này bằng kỹ thuật ELISA hoặc là kỹ thuật hóa phát quang. Thì thật ra đối với những cái tuyến tỉnh như ở mình đó, thì họ không có làm cái xét nghiệm này. Về cái nguyên tắc truyền máu thì bệnh nhân nhóm máu nào thì mình truyền nhóm máu đó, tránh cái hiện tượng mà kháng nguyên kháng thể gặp nhau gây ngưng kết. Rồi khi mà tiến hành truyền máu thì mình cần xác định nhóm máu của người cho, nhóm máu của người cho tức là nhóm máu của túi máu ấy, rồi nhóm máu của người nhận, và tiến hành làm các phản ứng chéo. Mà khi không có hiện tượng ngưng kết thì mình mới tiến hành truyền. Rồi trong quá trình truyền máu thì cần lưu ý nếu mà trường hợp truyền máu mà không hòa hợp thì có thể gây ra những cái tai biến nghiêm trọng cho người nhận máu. Thì cái nguyên tắc cơ bản của truyền máu là cái kháng nguyên trên màn hồng cầu của người cho không bị ngưng kết bởi kháng thể tương ứng có trong huyết tương của người nhận. Thế anh Thị hiểu cái câu này như thế nào không ạ? Ví dụ như là cái người nhận ha, cái bệnh nhân của mình là nhóm máu B thì họ có kháng nguyên B trên màng hồng cầu và họ có trong cái huyết thanh của họ thì họ có kháng thể chống lại cái chống A.
Thì khi mình truyền cái nhóm máu A vô thì cái nhóm máu A nó sẽ có kháng nguyên, cái nhóm máu A á, thì trên cái màng hồng cầu thì có kháng nguyên A, và trong cái huyết tương của mình á, thì nó lại có cái kháng thể chống A này, nó sẽ bắt cặp lại với nhau và nó gây ngưng kết ha. Rồi, trong thực hành truyền máu của mình thì mình có những cái điều như sau. Thứ nhất là đánh giá cái nhu cầu truyền máu của bệnh nhân và thời điểm mà cần truyền máu. Thứ hai là khi tiến hành truyền máu thì mình phải thông báo với bệnh nhân nè, thông báo với người nhà về cái mục đích để truyền máu, và tiến hành phải ghi chép vào hồ sơ bệnh án, tránh cái trường hợp mà mình truyền máu mình không giải thích rõ ràng cho bệnh nhân và người nhà, thì khi mình truyền thì họ sẽ ý kiến, nhưng mà thường họ sẽ không ý kiến, mà chỉ có khi trường hợp mà tai biến xảy ra thì họ rất là làm rất là hung dữ. Thứ ba là mình ghi chỉ định đầy đủ về hồ sơ bệnh án. Thứ tư là mình cần phải lựa chọn cái chế phẩm và cái số lượng cần thiết để truyền ha. Thứ năm là điền đầy đủ vào cái mẫu phiếu dự trù máu một cách cẩn thận và hợp lệ. Thứ sáu là nếu trong cái trường hợp bệnh nhân mất máu cấp, cần phải cấp cứu ngay. Ví dụ như bệnh nhân bị tai nạn giao thông, cần một cái lượng máu lớn để chuẩn bị mổ, thì mình có thể gọi ngay cho ngân hàng máu để họ có thể cung cấp máu cho mình ngay. Rồi trong quá trình làm xét nghiệm hồi hộp, cần lấy mẫu máu và dán nhãn đúng quy cách. Khi mà mình tiến hành với bệnh nhân có chỉ định truyền máu hoặc chế phẩm máu, thì mình cần gửi cái phiếu dự trù máu và cái mẫu máu đến ngân hàng máu để họ chuẩn bị. Tại cái phòng xét nghiệm á, thì cần được tiến hành sàng lọc kháng thể và các xét nghiệm hòa hợp trước khi truyền máu. Rồi cái việc mà vận chuyển và bảo quản máu rồi cái ngân hàng máu về bệnh viện thì cần tuân thủ đúng quy định. Ví dụ như là ở những cái tỉnh lớn như Sài Gòn hay là Huế hay là Hà Nội ấy, thì họ có quy định đó là bữa nay những cái bệnh viện nhỏ, họ nếu mà họ không có đủ cái kỹ thuật xét nghiệm á, thì thường là họ phải đặt máu, mua máu từ các ngân hàng máu. Như là ở Sài Gòn thì họ có cái ngân hàng máu của bệnh viện huyết học hoặc ngân hàng máu của Chợ Rẫy ấy. Thì ở những cái tỉnh mà đồng bằng sông Cửu Long hay là những cái tỉnh lân cận, họ đều phải mua máu từ đó về. Nghĩa là khi họ những là những cái bệnh viện tuyến tỉnh như ở mình chẳng hạn, thì họ vẫn có điều kiện để hiến máu và tách máu, nhưng mà họ không có thể làm được những cái xét nghiệm về kỹ thuật cao, tại vì lỡ như bệnh nhân mà hiến máu trong cái giai đoạn mà cửa sổ sau này trong cái giai đoạn cửa sổ mà mình xét nghiệm không có ra dương tính, thì mình vô tình sẽ làm lây nhiễm cái bệnh các bệnh truyền nhiễm cho bệnh cho người nhận máu. Thì ở những cái đơn ngân hàng máu á, thì họ có những cái kỹ thuật để rút xét nghiệm để rút ngắn được cái khoảng thời gian cửa sổ lại, nghĩa là họ sẽ phát hiện cái đó sớm hơn cái khoảng thời gian cửa sổ đó. Các chế phẩm máu của mình phải được bảo quản đúng quy cách, nó không được sử dụng ngay. Và khi truyền máu thì mình phải tiến hành kiểm tra xem đúng bệnh nhân hay không, đúng chế phẩm máu hay không, kiểm tra các chỉ định trong hồ sơ bệnh án. Tiếp theo là mình tiến hành truyền máu. Khi mà tiến hành truyền máu thì mình phải ghi và đầy đủ và rõ ràng vào hồ sơ bệnh án là mã số túi máu nè, nhóm máu nè, thời gian truyền, chữ ký của điều dưỡng và bác sĩ thực hiện truyền máu. Trong quá trình truyền máu thì cần phải theo dõi bệnh nhân trước, trong và sau khi truyền máu.
Sau khi truyền máu cần phải theo dõi bệnh nhân ít nhất là phải 24 tiếng. Rồi ghi thời gian và tình trạng bệnh lúc truyền máu. Trong quá trình truyền máu thì cần phải phát hiện và xử lý kịp thời các tai biến truyền máu. Sau đây thì mình đi qua về một số cái chỉ định truyền máu. Trong cái trường hợp mà mất máu cấp á, thì mình sẽ đánh giá tình trạng mất máu cấp dựa vào nồng độ hemoglobin, lượng máu mất và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Thì nếu mà dựa vào nồng độ hemoglobin á, nếu mà nồng độ hemoglobin mà dưới 6 gram trên decilit mình có chỉ định truyền máu. Còn trong trường hợp mà 6 đến 10 gram trên decilit thì mình có thể trì hoãn cái việc truyền máu, hoặc là mình dựa vào cái đánh giá, dựa thêm vào cái đánh giá lâm sàng để mình quyết định là có nên truyền máu hay không. Còn đối với lại Hb mà trên 10 gram trên decilit thì mình không cần phải truyền máu. Các tình trạng lâm sàng á, thì mình dựa vào tuổi của bệnh nhân này, các triệu chứng và các dấu chứng của tình trạng mất máu cấp này, tốc độ mất máu, thể tích máu bị mất, rồi chức năng tim phổi, những cái tình trạng bệnh nhân có thiếu máu ở tim hay không, hoặc là bệnh nhân các thuốc bệnh nhân đang sử dụng. Đối với những cái bệnh nhân mà mất máu nhưng mà có các bệnh lý về tim mạch như bệnh tim thiếu máu cục bộ hay bệnh mạch vành á, thì những cái trường hợp đó họ khuyến cáo là nên khi duy trì cái Hb của bệnh nhân phải là trên 10 gram trên decilit để bệnh nhân có đủ máu để duy trì cái tình trạng tưới máu cho bệnh nhân. Về cái lượng máu mất thì mình đánh giá cái lượng mất máu như sau. Đối với độ 1 là mất khoảng 15% máu và khoảng 750 ml á, thì cái đó thì mình không có cần thiết phải truyền máu. Còn nếu mất máu từ 15 đến 30% thì mình cũng không có cần phải truyền máu, trừ khi là trước đó bệnh nhân cũng có một cái thiếu máu rồi, rồi bây giờ bệnh nhân có thể là bệnh nhân có một cái thiếu máu mãn tính hoặc là trước đó rồi, thì khi đợt này vào bệnh nhân có cái tình trạng chảy máu cấp thì bệnh nhân cần phải được truyền máu, hoặc là bệnh nhân có kèm theo các bệnh lý về tim và phổi thì mình cần đảm bảo là đủ lượng máu, tại vì máu nó sẽ vận chuyển cái oxy á, để cung cấp cho các mô, thì mình cần phải đảm bảo cái lượng máu trong các bệnh lý tim và phổi này để cung cấp oxy cho các mô. Đối với lại lượng máu mất ở khoảng 30 đến 40% thì mình chỉ định truyền máu. Còn mất máu mà trên 40% ở trên 2000 ml thì mình chắc chắn là phải truyền máu rồi, tại vì đối với trọng lượng cơ thể cỡ một người mà 50 kg ấy, thì họ chỉ có khoảng 3 lít máu thôi, mà đây là mất trên 2 lít rồi. Đối với các trường hợp mà phẫu thuật hoặc là bệnh nhân nằm ICU ha, thì những cái trường hợp này á, thì họ tìm thấy là giữa cái việc mà truyền máu hạn chế với cái truyền máu tự do nó không có sự khác biệt đáng kể nào. Thường truyền máu hạn chế thì họ chỉ duy trì cái mức Hb là từ 7 đến 8 gram trên decilit thôi. Còn truyền máu tự do thì họ truyền có thể là nâng cái Hb lên đến 10 gram trên decilit nữa. Thì giữa cái việc mà họ cảm thấy là nâng Hb lên 7, 8 hay là 10 á, thì nó cũng không có làm tăng cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân lên. Ví dụ như mình truyền 7, 8 không có nghĩa là bệnh nhân sẽ tử vong cao hơn là truyền đưa lên mức 10. Chỉ định đối với những cái trường hợp bệnh nhân ung thư ha, những cái bệnh nhân mà ung thư ở trong cái giai đoạn cuối hoặc là bệnh nhân có suy kiệt rồi,
thì mình nên cái duy trì cái HB của họ ở mức trên 7 gram trên đề. Rồi, theo cái hướng dẫn của EOATC á, thì đối với những bệnh nhân có cái nồng độ mà HB dưới 9 gram trên đề thì nên được đánh giá về nhu cầu truyền máu. Và theo hướng dẫn của ASCO thì những cái bệnh nhân mà họ đang điều trị ung thư, đang dùng hóa trị liệu, kèm theo là bệnh nhân có lớn tuổi, có bệnh lý tim mạch như là hồi nãy mình đã nói đến là có bệnh mạch vành này, rồi có đau thắt ngực này, thì mình nên duy trì cái mức HB của họ 10 gram trên decilit để họ có đủ máu để duy trì cái tưới máu, rồi duy trì cung cấp oxy cho các mô ha. Thì cái nồng độ hemoglobin đó không phải là cái công cụ duy nhất để mình đánh giá là có để mình quyết định là có nên truyền máu hay không. Thì cái việc truyền máu ngoài ngoài đánh giá trên cái nồng độ hemoglobin như hồi nãy mình trình bày, thì mình còn dựa vào vào cái tình trạng mất máu này, dựa vào đặc điểm lâm sàng cụ thể của từng bệnh nhân này. Nghĩa là mình truyền máu cho mỗi bệnh nhân mình sẽ phải cá thể hóa, tức là tùy trên mỗi bệnh nhân thì họ sẽ có những cái chỉ định khác nhau, chứ không phải là mà ai cũng như ai hết. Đối với trong cái trường hợp mà ở trẻ sơ sinh mà cái HB là 10 gram trên decilit, hoặc là thậm chí trong cái trường hợp mà HB của trẻ sơ sinh 12 trên 13 gram trên decilit trong 24 giờ đầu, hoặc là trẻ có sinh ra là có suy tim hoặc suy hô hấp, thì mình vẫn phải tiến hành truyền máu. Thì cái liều khuyến cáo là từ 5 đến 20 ml trên 1 kg. Mình cần khi truyền máu ở trẻ sơ sinh thì mình cần ngăn ngừa cái tình trạng mà cái tình trạng GVHD này, là cái tình trạng mà khi truyền máu vào nó cơ thể của cái bé sơ sinh nó thì chống lại cái hồng cầu của người cho, gọi là cái GVHD này là người ta gọi là cái tình trạng chống chống cải cái ký chủ. Thường là gặp trong cái tình trạng mà hiến tạng hoặc là hiến hoặc là trong cái trường hợp mà hiến tủy á, họ truyền một số họ hay gặp cái này, thường họ sẽ phải dùng thuốc để chống cái này. Thì trong để tránh cái trường hợp này á, thì họ sẽ dùng các hồng hồng cầu lắng để được chiếu xạ ha. Khi mà dùng cái tia xạ này á, thì cái tia xạ này nó sẽ diệt bớt các kháng thể, rồi các tế bào bạch cầu trong cái túi máu ấy, để mình sẽ hạn chế được các phản ứng miễn dịch xảy ra. Rồi khi tiến hành truyền cho trẻ sơ sinh á, thì một cái đơn vị máu mà tiêu chuẩn á, thì mình cần chia nhỏ ra để truyền nhiều lần. Trong các trường hợp mà thiếu máu mẹ, trong trường hợp mà thiếu máu mẹ á, mình chỉ tiến hành truyền máu khi bệnh nhân có thiếu máu nặng và có biểu hiện thiếu oxy tổ chức. Thì thường á, là những cái bệnh nhân mà thiếu máu mẹ á, H3 mà dưới 7 dưới 6 á, thì mình mới nên truyền, còn mức ở trên đó thì mình có thể trì hoãn. Và cái liều thì mình truyền không quá 50 lít trên 1 kg trên 24 giờ. Đối với những cái bệnh nhân mà có thiếu máu mẹ nhưng lại có cái tình trạng suy hô hấp, suy tim, hoặc là các bệnh lý về mạch vành, thì mình cần duy trì là HB trên 10 gram trên decilit. Nói tóm lại thì trong cái an toàn truyền máu á, thì mình cần đối với bác sĩ mình á, thì mình cần tránh được các nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường máu này.
Thứ hai là mình phải đối với những bệnh nhân truyền máu thì mình cần phải đúng chỉ định. Và thứ ba là khi truyền máu thì cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn truyền máu để hạn chế các tai biến mà xảy ra. Bởi vì các tai biến trong truyền máu xảy ra thì thực sự là rất là khó cấp cứu. Rồi cái bài học của mình thì đến đây là hết rồi. Các anh chị có hỏi gì không ạ? Không thì mình sẽ qua một số cái câu hỏi ôn tập. Cái câu hỏi ôn tập thì bữa trước trong cái bài giảng mình gửi cho anh chị cũng có rồi. Thì bây giờ mình cùng thảo luận với nhau, xong rồi mình đưa ra cái đáp án. Nếu mà anh chị nào mà xung phong trả lời á thì mình sẽ cộng thêm cái điểm cộng vào cái điểm quá trình của mình. Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên, tai biến truyền máu sớm xảy ra khi nào ạ? Trong quá trình truyền máu. B là trong vòng 6 giờ sau truyền máu. C là trong vòng 24 giờ sau truyền máu. D là A và B đúng. E là A và C đúng. Các anh chị nào trả lời không ạ? Câu E cơ ạ. A và C. Dạ. Dạ đúng rồi ạ. Dạ chị tên gì đây ạ? Dạ em tên Hiền cơ ạ. Dạ chị đọc họ và tên được không ạ? Dạ Phạm Thị Hiền ạ. Dạ chị Hiền. Dạ, mình qua câu hỏi thứ hai với anh chị. Theo lý thuyết thì khi truyền một đơn vị hồng cầu khối là cỡ khoảng 200 ml hồng cầu sẽ nâng được HB và HCT lên bao nhiêu? A. HB lên 0,3 và 0,5 g trên decilit, HCT lên được 3%. B. HB lên 0,3 đến 0,5 g trên decilit và HCT lên được 1 đến 1,5%. C. HB lên 1 g trên decilit, HCT lên 3%. D. HB lên 1 g trên decilit và HCT lên được 1 đến 1,5%. E là không có đáp án nào đúng. Xin mời ạ. Dạ con chọn B ạ. Chọn B đúng không ạ? Dạ có anh chị nào có đáp án khác không ạ? Thôi em chọn C. Dạ, trong lớp mình có bao nhiêu người chọn B và bao nhiêu người chọn C? Và có anh chị nào có ý kiến khác không ạ? E quá. Dạ. Rồi còn anh chị nào ý kiến khác nữa không? Dạ. Đáp án đúng là F sáng C với anh chị. Cho mình xin tên của cái chị hồi nãy trả lời cái thứ hai ấy. Nguyễn Thị Vi. Dạ. Mình qua câu thứ ba. Người nhiễm viêm gan virus B, viêm gan B sau bao lâu ngày xét nghiệm các bé AZ dương tính? Câu này mình vừa mới ra trình bày hồi nãy. A 6 tháng, B 6 đến 8 tuần, C 20 ngày, D 80 đến 90 ngày, E là 3 tháng ạ. Cái cô là B ạ. Dạ có anh chị nào có ý kiến khác không ạ? Dạ vâng, đáp án đúng của mình là B ạ. Dạ cho mình xin tên của anh đi ạ.
Dạ, em tên là Nguyễn Văn Mạnh ạ. Cái ngày mời đây là cái hình ảnh về cái ngày mà thế giới được chọn là ngày hiến máu, là ngày 14 tháng 6. Thì bài học của mình đến đây là hết được anh chị ha. Thì anh chị có thắc mắc gì không ạ? Còn cái vấn đề mà các câu hỏi ấy, các anh chị, các câu hỏi thì thật ra mình hỏi thì chỉ trong bài học thôi. Dạ, có anh chị nào thắc mắc gì không ạ? Coi ví dụ bây giờ Dạ. Và đất nói trước chị Vi nói chứ, đi chứ. dạ coi ví dụ bây giờ là cái tiêu chuẩn mà để cho mà một người mà hiến máu tình nguyện đó cô, Dạ. đối với nam thì tối thiểu là bao nhiêu cân ạ, bao nhiêu kg, và nữ thì tối thiểu là bao nhiêu kg, và cái lượng máu mà lúc mình cho mình hiến tình nguyện mình Dạ. cho thì Dạ. là bao nhiêu ml được, Dạ. là tối thiểu ạ. Dạ. Cái điều kiện hiến máu á, ở nữ hồi nãy mình ghi là ít nhất là phải được 42 kg, mà nam là 45 kg. Còn cái vấn đề mà hiến được bao nhiêu ml máu á anh, thì tùy vào cái cân nặng của họ, và cái mà cái mong muốn của họ á, là họ hiến được, họ muốn bao nhiêu. Thì cái hiến mà tối đa anh là cái hồng cầu, cái máu thành phần họ hiến tối đa là 510 ml. Còn ngoài ra thì họ có thể hiến là chỉ một đơn vị là 250, là ít nhất ạ. Dạ rồi, em cảm ơn cô. Là cái hiến ít nhất của mình là 250. Thường á là những cái anh chị mà gầy gầy họ họ vô họ cũng chỉ hiến cho hiến 250, tùy vào cái nhân viên y tế họ đánh giá nha anh chị. Ví dụ như anh chị muốn hiến nhiều hơn nhưng mà họ đánh giá mình không có được thì họ chỉ cho mình hiến một thôi. Dạ rồi, dạ, có chị nào hỏi gì ạ? Cô ơi, cho em hỏi như là Dạ. cái vợ an toàn truyền máu này Dạ. nè, nó ví dụ nó xảy ra cái biến chứng gì hả cô? Ví dụ những cái biến chứng đó khi mà mình gặp mắc phải á, thì mình xử lý như thế nào cô? Cô có thể đưa ra một số cái trường hợp để tụi em như đó. Dạ, tức là cái xử lý các tai biến truyền máu đúng không ạ? Dạ. Dạ, cái xử trí này á thì thật ra mình đề cập đến thì nó hơi nhiều, nhưng mà giả sử như trong cái trường hợp mà ví dụ như mình truyền nhầm nhóm máu đi, thì thường á là nó sẽ gây ra các phản ứng tai biến truyền máu, là nó sẽ ngưng kết ha. Thì trong những cái trường hợp mà họ sẽ đánh giá cái chức năng gan, chức năng thận, thường những cái tai biến truyền máu á, thường là họ phải lọc máu, họ đánh giá với trường hợp có suy thận thì họ phải chạy thận nhân tạo, họ tiến hành lọc máu, thay máu. Rồi ví dụ như là trong trường hợp mà sốc phản vệ thì tất nhiên là mình phải tất nhiên là mình phải mình ngừng truyền máu và tiến hành là mình phải tiến hành là xử trí như một cái cấp cứu sốc phản vệ, để mình kiếm một cái bài về tai biến truyền máu cho anh chị ha. Tại vì mỗi cái tai biến á, thì nó lại xử trí khác nhau. À, mình xem cái bài này cho anh chị nha.
Vâng, đây là cái bài mình tổ chức mình đi học một dạy thì sự chế tan biến chuyển máu. Đối với cái trường hợp mà tan máu cấp này, cho ta chuyển truyền máu thì trên lâm sàng bệnh nhân là có thể giảm tuyến máu thận này, hoại tử ống thận này. Tăng máu thì có tăng bilirubin nè, rồi có thể là có tình trạng tiểu tiểu máu ha, tụt huyết áp, sốc. Thì mình phát lên sử trí là mình dần truyền lấy ven đặt xong tiểu nè, rồi mình nếu bệnh nhân có tụt huyết áp thì mình cần hỗ trợ huyết áp cho bệnh nhân, thì mình có thể dùng các thuốc vận mạch cho bệnh nhân để hỗ trợ huyết áp. Rồi mình tiến hành là gửi gửi một cái máu này, cái mẫu máu sau khi truyền tới với ngân hàng máu để họ xác định lại. Rồi mình tiến hành là đối với những cái bệnh nhân này mình phải theo dõi cái lượng nước tiểu của bệnh nhân. Mình có thể truyền cái dung dịch mannitol này hoặc là tiêm cái vuracemic lợi tiểu về theo dõi cái nước tiểu ha. Theo dõi nước tiểu của bệnh nhân. Rồi sau đó là gửi cái mẫu nước tiểu mình đến labo xét nghiệm. Rồi kiểm tra lại các thủ tục hành chính tại đơn vị tại đơn vị tại các ngân hàng máu thì mình phải kiểm tra thử coi là mình sai ở cái khâu nào. Rồi cái máu mà mình truyền cho bệnh nhân mà nó bị tai biến á, thì mình phải niêm phong lại, không tiếp tục truyền nữa, niêm phong lại. Rồi mình sẽ tiến hành xử lý cái này chỗ này sau ha. Rồi mình sẽ tiến hành định lại cái nhóm máu của bệnh nhân và cái phản ứng chéo của bệnh nhân với lại cái túi máu đó. Rồi mình xét nghiệm cái xét nghiệm mà cổ tan máu và xét nghiệm mà cái này DIT là cái cung trực tiếp ha. Trong cái thiếu máu tán huyết thì nó có cả cái cung có liên quan đến cái xét nghiệm cung trực tiếp, cung gián tiếp. Thì không biết hồi các anh chị học về nội cơ sở thì không biết có được học về cái trình bày cái xét nghiệm mấy cái xét nghiệm để đánh giá cái kháng nguyên, kháng thể bất thường này chưa? Tại vì trong cái phần nội cơ sở là nó có một cái bài học về về trình bày về các loại xét nghiệm trong huyết học á. Thì đối với xét nghiệm cung trực tiếp này á, thì mình sẽ tìm cái kháng thể mà có thể là kháng thể do cái người nhận á, họ tự sinh ra, hoặc là một cái kháng thể bất thường nó bám lên cái màng hồng cầu á, nó sẽ gây ra cái tình trạng tán huyết. Mục đích là như vậy. Và đối với những cái trường hợp mà sốc phản vệ này thì mình có thể mình phải dừng truyền máu ngay, thực hiện hồi sức theo các bước cấp cứu ABC, rồi hỗ trợ huyết áp bằng cách truyền dịch nè, hoặc là dùng các thuốc vận mạch như là adrenaline đó các anh chị. Cái trường hợp mà sốc phản vệ thì cái cấp cứu thì mình phải tuân theo sức phát đồ cấp cứu sốc phản vệ của Bộ Y tế. Thì đó anh chị có thể mở cái phát đồ đó mình và phải đúng theo cái phác đồ của Bộ Y tế trong quá và ghi hồ sơ là phải chuẩn như là cái phác đồ của Bộ Y tế. Rồi đối với trường hợp mà nếu mà vô tình mình làm lây truyền các bệnh do truyền máu thì mình cần phải đưa cái đơn. Nếu mà mình phát hiện ra ngay thì mình không nói, nhưng mà sau này thì nó hơi khó. Để phát hiện ra ngay thì mình phải đưa cái đơn vị niêm phong cái túi máu đó, rồi đưa lại trả lại cho cái ngân hàng máu để họ xác định lại. Còn đối với bệnh nhân đó, thì mình tiến hành
tiến hành cấy các cấy các vi khuẩn ha. Đối với bệnh nhân thì mình cấy cấy máu này, cấy nước tiểu và tiến hành là dùng cái kháng sinh ngay cho bệnh nhân. Còn đối với túi máu thì mình cần phải xác định lại, cũng phải cấy cái túi cấy để xác định cái vi khuẩn ở trong túi máu đó. Rồi, đối với trường hợp là mình dị ứng, bệnh nhân truyền máu mà dị ứng nội mẫn ngứa thì mình dùng thuốc chống dị ứng bifenthrin kết hợp với lại thuốc ức chế miễn dịch hydrocortisone ha. Nếu mà mình xử trí mà bệnh nhân ổn thì mình có thể truyền máu lại cho bệnh nhân. Còn đối với trường hợp mà phản ứng ở mức độ nghiêm trọng á, thì có thể cái túi máu mà mình đang truyền dở thì mình phải bỏ đi, và những cái lần truyền sau á, thì mình dùng cái hồng cầu rửa hoặc là hồng cầu đông lạnh. Cái tình trạng mà tổn thương phổi cấp do truyền máu, cái hội chứng Charlie của trước mình có trình bày á. Thì các anh chị có thể dùng cái ức chế miễn dịch, dùng cái corticoid liều cao rồi hỗ trợ cái hô hấp cho bệnh nhân. Những cái lần truyền sau á thì mình dùng cái chế phẩm hồng cầu rửa. Đó là một cái số các chỉ định về xử trí tai biến truyền máu. Các anh chị có cần cái bài này không thì mình gửi cho anh chị. Có. Dạ. Cái bài này thì mình gửi thêm cho các anh chị đọc thôi, thế là mình không có thi trong cái phần này. Tại vì cái tai biến truyền máu thì nó khá là nhiều tai biến, thì mình cái yêu cầu trong cái mục tiêu mình đặt ra là chỉ cần trình bày được thôi, còn cái xử trí thì các anh chị đọc thêm thôi. Tại vì cái xử trí này thật ra thì nó cũng hơi phức tạp, với lại nó cũng tùy vào từng trường hợp thì mình có sẽ xử trí khác nhau. Anh chị có hỏi gì thêm nữa không ạ? Cô ấy nghỉ đến mấy phút, đến 9 giờ đúng không cô? Dạ đúng rồi, các anh chị nghỉ đến 9 giờ, khi nào cô nhàn vô đi học. Dạ. Cái bài này với lại những cái bài sau thì mình sẽ gửi dần với anh chị, tại vì thật ra mình soạn bài nó hơi gấp mất, đáng lẽ là mấy anh chị làm đến cỡ giữa tháng 3, bữa trước là cuối tháng 3 mình mới dạy với anh chị. Thì mình soạn bài hơi gấp nên là khi nào mình với cái bài giảng mà của mình mà ok thì mình sẽ chuyển đẩy cho các anh chị nhé. Cả lớp mình thấy slide chưa Kim? Dạ thấy rồi cô. Mình nói lại cái bài hôm trước một chút nữa nha, cái tiếp này nè. Thì mình sẽ tạo cái sân, một cái đường nối đó, nối thông đó, xuyên qua cái nhu mô gan, dẫn máu từ cái hệ tạng của mình luôn, thông không có qua cái tĩnh mạch cửa nữa, và đi thẳng lên cái tĩnh mạch cửa dưới. Và như vậy á, thì nó sẽ áp giảm luôn cái dòng máu vào tĩnh mạch cửa, thì sẽ làm giảm áp lực luôn ha. Và giảm áp lực vậy thì là giảm cái xuất huyết. Nhưng mà cái biến chứng của nó là cái máu mà nó sẽ không được chuyển hóa, thì nó sẽ đi thẳng lên cái tĩnh mạch cửa dưới và đi lên đại tuần hoàn của mình, là đi lên trên não á.
thì cái cơ chế của cái bệnh là bệnh não gan mà do chủ yếu là do tăng NH3 không được chuyển hóa thành ure ở trong cái chu trình ure ở trong gan đó, thì nó sẽ gây ra cái bệnh não gan đó. Thì bữa sau mình sẽ học tiếp. Lưu ý trong điều trị xuất huyết tiêu hóa cấp do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, thứ nhất là không truyền máu quá nhiều, mình nhớ luôn luôn nhớ là chiến lược là hạn chế không truyền dịch quá nhiều, giữ huyết áp cỡ huyết áp tối đa, huyết áp tâm thu là 100 đến 110 mmHg thủy ngân, khỏi tăng cái áp lực thủy tĩnh thì cũng sẽ làm tăng cái áp lực cỡ và tăng cái xuất huyết. Không dùng an thần, tại vì có rất là nhiều cái vấn đề mình cần phải theo dõi ở bệnh nhân xơ gan, về cái ví dụ về chi giác của cái sốc giảm thể tích này, rồi chi giác của cái bệnh não gan này, rồi nhiều vấn đề kèm theo mà mình dùng an thần vào thì không biết là do cái gì đây. Không chọc tháo báng quá sớm à. Điều trị dự phòng thì mình kết hợp với chẹn beta không chọn lọc và thắt bằng vòng cao su là tốt nhất, mà mình hay lựa chọn là cái propranolol, dùng nanolol cũng được, carvedilol cũng được, dùng và cái thêm biện pháp nữa là tiếp và ghép gan. Dự phòng phòng nguyên phát nghĩa là dự phòng mà khi chưa có xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch. Vậy thì mình có thể là vẫn khuyến cáo ở những bệnh nhân mà có giãn tĩnh mạch, mặc dù là có chấm, mặc dù là nó cái kích thước của tĩnh mạch nó còn nhỏ nhưng mà nó có cái chấm đỏ ở, và ở bệnh nhân đặc biệt là chai pert B với C á, thì sẽ mình sẽ dùng là chẹn beta không chọn lọc kết hợp với lại thắt bằng vòng cao su. Còn các tĩnh mạch lớn thì chắc chắn mình cũng dùng cái biện pháp này, và không có khuyến cáo là dùng cái chẹn beta không chọn lọc để mình giảm cái hình thành cái giãn tĩnh mạch hoặc là làm chậm cái sự phát triển của cái tĩnh mạch giãn đã có rồi, nhưng mà mình không có làm cho nó lớn lên thì không có, không được khuyến cáo. Và đây là các giãn tĩnh mạch mà có nguy cơ chảy máu cao là các giãn tĩnh mạch và đường kính của cái giãn, đường kính của cái giãn này mình đo này là nó hơn 5 mm, nó dạng nốt ngoằn ngoèo và có các chấm đỏ, ví dụ như đây, đây là tĩnh mạch này cũng lớn và có chấm đỏ. Và giãn tĩnh mạch ở các bệnh nhân xơ gan mà theo thang điểm chai pert là B hoặc là C thì đây là các giãn tĩnh mạch có nguy cơ chảy máu cao. Rồi mình sẽ kết thúc cái bài này, mình qua một bài khác. Có ai hỏi gì về cái bài xuất huyết tiêu hóa này nữa không? Có ai hỏi gì không cả lớp ơi? Bây giờ là mình đã đi lâm sàng rồi, đi lâm sàng được bao lâu rồi ạ, anh Diễm? Được tuần qua. Được 1 tuần à? Mà Dạ. lâm sàng là nội cơ sở phải không ạ? Nó có sở. Thì đã gặp bệnh nhân xơ gan mà xuất huyết tiêu hóa chưa anh? Mới gặp bệnh nhân xơ gan thôi, trước đó chưa gặp. Vậy xơ gan họ vào viện vì gì anh? Ở viện vì bụng to, Ok. báo bụng. Báng bụng độ 3. Dạ. Rồi có ai mà gặp bệnh nhân xơ gan mà có xuất huyết tiêu hóa chưa? Ngoài cái lúc mà mình đi thực tập này thì trong quá trình mình làm chắc chắn là mình gặp rồi. Anh Diễm là ở bên hệ ngoại. Đức gặp chưa Đức ơi? Cô nói gì vậy cô? Sao em không nghe được cái gì hết vậy? Trong quá trình làm thì chắc chắn là em gặp bệnh nhân xơ gan mà có xuất huyết tiêu hóa rồi đúng không? Đi làm cũng có, mà hôm bữa đi thực tập bệnh viện cũng có gặp xơ gan do xuất huyết tiêu hóa cho cái giãn cái tĩnh mạch thực quản. Đó là gặp một ca là cái thủng thủng nhưng mà không, nó phải là thủng mà nó loét cái dạ dày, cũng có xuất huyết tiêu hóa trên.
nghĩa là gặp cả Mình hai có cái nằm dạng ở xuất huyết đấy rồi tiêu cũng hóa có điều luôn. trị không? Rồi Dạ, rồi một Đức có một tham ca thì gia nặng điều quá trị không? rồi, phải chuyển xuống. Em cứ đi theo mấy bác khám rồi cũng có xem hồ sơ, cũng Thì em thấy là có các bác điều khám trị có bệnh hợp nhân. lý chưa? Có ca Tức là mà cái ca mà giãn tĩnh mạch thực quản mà do xơ gan là em thấy điều trị không ổn lắm. ví dụ Ở dưới lầu 6 thì điều trị ổn, chuyển lên lầu 7, chuyển lên lầu 7 2 ngày, nhưng mà bệnh nhân mới lên ngày đầu thì không sao, mà ngày thứ hai thì ói ra máu, ói buổi sáng ói 3 4 lần á, mà bụng sình lên, bệnh nhân mệt vật vã rồi, xong rồi phải chuyển xuống dưới lại cấp cứu. Không lúc lên đó có ca kia nội thì ra soi viện điều được. trị. Có nội soi là ở trong cái nội soi ghi là giãn tĩnh mạch thực quản, vòi giãn tĩnh mạch thực quản với nghi ngờ cái gì mà ở khối u gì ở thanh quản gì nữa cô. Nhưng mà sau này thì bệnh nhân càng ngày càng nặng lên, được em vào đấy 3 ngày mà bệnh nhân được ngày đầu, 2 ngày sau, ngày thứ ba phải chuyển xuống cấp cứu lại, bụng sình to trướng lên, bệnh nhân mệt. Chuyển hồi sức á. Dạ, chuyển ngược lại xuống hồi sức, tại vì đuối quá, bệnh nhân đuối quá rồi, trên lầu 7 rồi đuối quá, xong rồi cái người nhà với lại xin, xong rồi cái bác sĩ cũng thấy nhắm hổ nó lại chuyển ngược xuống cấp cứu lại. Xuống hồi sức á, nhưng mà ý là bây giờ bệnh nhân là có cả cái u thanh quản luôn à? Cái đấy là nghi ngờ, còn cái kia là chẩn đoán là vỡ tĩnh mạch thực quản luôn. Nhưng mà thì sao lại cho lên điều trị ở cấp cứu, xong lên lầu 6, lầu 6 đỡ, xong rồi lại chuyển lên lầu 7. Lầu 7 một ngày đầu thì ổn, nhưng mà những ngày sau thì bệnh nhân nặng hơn. Bụng sình trướng to lên mà rồi ói buổi sáng, ói ra máu 3 4 lần, đưa mô cho em xem, chung là ói Bây giờ nhiều, biết là cái bệnh bụng nặng bụng đó mà đi là không được luôn, người nhà phải dìu đi nhà vệ sinh. Bữa đầu lên thì tự đó đi là được, 2 ngày sau là không đi được luôn. bụng trướng hay là bụng bán, trứng hơi hay là bán? Lại không nghe à? Lớp mình có nghe không? Nhà Có nghe không? không cô? Nghe rồi. Alo cô. Như mạng anh Đức cháu Rồi, thế thôi. Thì mình đi gặp ở trên thực tế lâm sàng á, mình biết là cái mình học cái bệnh học rồi thì mình đi lên mình xem nhé. Tại vì mình đa số là có cái kinh nghiệm lâm sàng rồi, cộng thêm mình hôm nay mình bữa học lý thuyết rồi thì mình lên mình xem là chẩn đoán có ổn hay chưa, điều trị có ổn hay không. Chứ lớp mình cũng lớn chứ không phải là lên trên lâm sàng là bác sĩ làm cái gì nó cũng đúng, nó cũng hợp lý. Và nếu như mà nó chưa hợp lý á, thì vì sao mà làm như vậy? Vì điều kiện cơ sở không cho phép thì cũng có, ví dụ như ở bệnh viện vùng á, sốt huyết mà do loét đi, loét dạ dày, tá tràng. Nhưng mà rất là nhiều trường hợp là lên trên đó cô dạy á, thì là không có dùng cái tiêm adrenaline đơn độc, mà rất là nhiều trường hợp lên trên đó chỉ có tiêm adrenaline thôi. Thì hỏi là vì sao thì tùy cái điều kiện, có những bệnh nhân họ không có tiền để họ kẹp clip, tại vì cô cũng nói đó, một cái clip là 700.000, hoặc là cũng có trường hợp là không có clip ở đó để mà kẹp, tiêm sơ đôi khi cũng không có. Rồi là những cái biện pháp khác như là hemo spray hoặc là cái APC á, rõ ràng là không có, chưa bao giờ có ở đây cả. Cho nên mình cũng biết để mình giải thích ở trên thực tế là nó như thế nào nha. Rồi mình sẽ qua bài mới là bài viêm tụy cấp.
Đây là giải phẫu của cái đây là cái khối mà gối tá tụy ha. Cái viêm tụy cấp thì vì sao mình cần phải nhớ kỹ cái giải phẫu như thế này? Mình nhớ đây là cái đường mạch ha, đây là cái đường mạch ống mạch chủ ở đây. Đây là cái Bôi bên bây này giờ cái mà em nó kém nên có gì cô thông cảm. biết rồi. Bây giờ là một bản cô chỉ đến đâu á thì cấu trúc giải phẫu á là sẽ nói đến đó cái tên luôn ha. Cái này gọi anh Diễm đi, anh Diễm là bên ngoại. Chỉ là anh Diễm nói nhá. Anh Diễm ơi, đây là gì? Ở đấy là túi mật của ạ. Dạ rồi đây. Đây là ống mật trụ, ống mật trụ, ống túi Không. mật, ống túi mật ạ. Rồi đây. Đây là ống gan bên phải, Ông bên phải. ống gan bên phải, để ống gan trái, để ống gan trung. Đấy là gọi là ống gì, ống túi mật, ống ống cái gì, ống Đây ống rồi. cái gì, Ông mà chủ nhá. chủ là ông chủ tên. Rồi. Vậy thì mình nhớ là cái đường mật ở trong gan ở đây thì mình không có xét đến ở bài này. Còn những cái đường mật ở ngoài gan, đây những đường mật ngoài gan thì mình nhớ. Vì sao mà mình phải nhớ những cái này? Tại vì cái từ cái ống mật chủ đây nó cũng đổ ra cái nhu ta lớn cùng với lại cái ống này là ống tụy chính hay mình gọi là ống quy sân ha, và ống tụy phụ đổ ra cái nhu ta bé, chủ yếu là đây đổ ra cái nhu ta lớn. Cái tá tràng là nó ôm này của cái đầu tụy này thì mình hay gọi là cái khối tá tụy đây. Vậy thì nhớ là như vậy. Để chút nữa mình sẽ biết được các nguyên nhân của cái viêm tụy cấp ha. Thì viêm tụy cấp là một cái viêm cấp tính của nhu mô tuyến tụy kết hợp với phù nề hoại tử, tự tiêu và chảy máu nhu mô tụy ở các mức độ khác nhau. Về lâm sàng thì khá đa dạng và có nhiều mức độ, trong đó mức độ nặng chiếm đến 20%, khá là nhiều. Nếu như là mức độ nặng ấy thì tỷ lệ tử vong là 10 đến 20%, nhưng cũng có thể tăng lên đến 50% khi mà có suy đa cơ quan. Về nguyên nhân, giống như cái hình hồi nãy, ở đây là có ngay một cái sỏi và nó kẹt ở đây. À, vậy thì nó ứ mật và dịch tụy ứ hết luôn. Sỏi mật rượu do giun chui ống mật, cái này bữa nay ít rồi, tăng triglycerid máu và ít gặp hơn là do phẫu thuật, do chấn thương, thuốc rối loạn chuyển hóa. Ở đây có cái nội soi mật tụy ngược dòng là ERCP. Thì ở Việt Nam mình á, đa số là nguyên nhân là do sỏi và do rượu. Bây giờ một cái nguyên nhân đang có xu hướng gia tăng là tăng triglycerid máu. Và đây là ba cái nguyên nhân chính, còn cái giun đũa thì ít rồi. Một vài những cái nguyên nhân khác á, đây là theo như một cái thống kê thì cái sỏi mật á, nó chiếm đến 40%. Rượu là chiếm 25%. Ngoài ra là có những cái chấn thương, có những bất thường về hóc môn, rồi di truyền, rồi béo phì, nhiều cái, hoặc cả nang xơ do thuốc, chấn thương bụng. Ở đây cũng có cái nguyên nhân tăng triglycerid nhưng mà nó tỷ lệ gặp nó cũng không nhiều, không thống kê đây cho mình. Thì ở Việt Nam mình không có một cái là cụ thể nguyên nhân để đủ lớn để gọi là để đại diện, nhưng mà mình biết là hai cái nguyên nhân thường gặp nhất là sỏi mật và uống rượu. Cái nguyên nhân mà do tăng triglycerid á, thì ở trên lâm sàng các em thế có thể thấy những cái biểu hiện ở trên da ha, võng mạc lòng bàn tay này. Còn đây cái máu mà của bệnh nhân viêm bệnh nhân mà có tăng triglycerid máu á, đây còn lắng đọng luôn, để nguyên cả một cái lớp này là trắng đục luôn. Có nhiều bệnh nhân là nguyên cả cái ống á,
là nó không cần phải không có cái màu đỏ nữa mà nó chuyển sang cái màu trắng đục luôn. Ở những bệnh nhân đó nguy cơ mà tăng triglycerides rất cao. Cơ chế để giải thích cái viêm tụy cấp thì mình có ba cái cơ chế chính là thuyết trào ngược, thiếu thuyết tự hoạt hóa và thuyết thần kinh vận mạch. Vì chưa có một cái thuốc nào, cái thuyết nào để giải thích hoàn toàn một các trường hợp, và cũng có thể là nhiều cái thuyết nó phối hợp với nhau. Thì trong cái thuyết trào ngược đó là do trào ngược các chất tiết từ đường tiêu hóa và ống tụy và khởi phát cái hoạt hóa cái enzyme tụy và khởi động cái quá trình viêm. Đó là do trào ngược lên thì nó hoạt hóa. Còn có cái thuyết là tự hoạt hóa. Cái chip sinogen á, nó sẽ tự hoạt hóa thành cái chip sin và trong các tình huống tắc nghẽn để nó gây cái hoại tử tiêu luôn cả cái nhu mô tụy. Thuyết thần kinh vận mạch là các rối loạn về thần kinh, về mạch máu sẽ làm viêm tắc tĩnh mạch, làm co thắt mạch máu và thể gây nhồi máu và dẫn đến là hoại tử cái nhu mô tụy, đồng thời cũng giải giải cũng cũng giải phóng ra các cytokine viêm và cũng hoạt hóa cái chip sinogen. Điểm chung á là nó sẽ hoạt hóa chip sinogen thành chip sin và nó sẽ làm hoại tử cái nhu mô cộng thêm cái quá trình viêm nữa. Cho nên điểm chung của nó là hoạt hóa cái chip sin ha, nó sẽ gây lên rất là nhiều cái tác động về sau. Viêm phù nề này, tổn thương mạch máu này, hoại tử và đông máu này và cái hoại tử cái tổ chức mỡ. Đây là giải phẫu bệnh của một cái tụy mà bị viêm tụy. Đây, những cái đen đen. Đây cái nhu mô tụy nó bị viêm hoại tử. Hoại tử nhiều và xuất huyết. Phân loại của cái viêm tụy cấp thì mình có hai loại. Viêm tụy cấp phù nề tổ chức kẽ thì đây là một cái loại mà chiếm đa số. Tụy thì lớn lan tỏa do viêm phù nề, có tụ dịch quanh tụy hình thành trong giai đoạn sớm vô khuẩn và hồi phục tự nhiên, và lâm sàng thì thường hồi phục trong tuần đầu. Cái thể nữa là cái viêm tụy cấp hoại tử chiếm 5 đến 10%. Thường thì sẽ hoại tử cả nhu mô tụy và mô quanh tụy như hồi nãy có chiếu cái hình ảnh giải phẫu lên cho các em xem ha. Có thể là vô khuẩn hoặc là nhiễm khuẩn. Tại nguyên 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 cái thuyết đó mình đã giải thích đó là do nó hoạt hóa cái chip sin nó sẽ gây cái hoại tử rồi. Và nó thường đầu tiên nó sẽ là vô khuẩn ha. Nhưng mà những cái mà để dẫn đến cái hoại đến cái hoạt hóa chip sin đó thì đa số nguyên nhân lại là do tắc nghẽn đó. Thì rất là dễ là nhiễm khuẩn kèm theo. Về lâm sàng thì đau bụng, đau thì đau vùng thượng vị lan ra sau lưng và thường không có tư thế giảm đau. Lớp mình cho cô xin phép một chút.
Xin lỗi cả lớp nhé. Cả lớp nghe không? Dạ nghe. Rồi, mình tiếp tục. Lâm sàng là mình có sẽ đau bụng vùng thượng vị và đau lan ra sau lưng. Đau bụng thượng vị, đau trên rốn và đau lan ra sau lưng. Thường sẽ không có tim thế giảm đau. Cái đau bụng là theo cái vùng, là theo như đau cái, theo cái vị trí á. À, và cái này là bữa trước cô đã giải thích cái đau bụng á, thì mình có cái kiểu là đau của cái lá thành, đau của cái lá tạng và đau quy chiếu hoặc là đau liên quan á. Thì cái này là cái vùng ruột trước đó, nó sẽ đau ở cái vùng thượng vị và trên rốn và lan ra sau lưng nha. À, buồn nôn và nôn, nhưng mà nhớ là sau nôn thì bệnh nhân không có giảm đau. Các điểm đau tụy và dấu cảm ứng phúc mạc. Nếu nặng nữa thì mình có cái dấu của sốc nhiễm độc, nhiễm trùng và suy đa cơ quan về lâm sàng. Trên này có một số cái dấu hiệu về khám triệu chứng thực thể ở trên bệnh nhân. Cái dấu gọi là cái dấu colon sign, nghĩa là nó sẽ gọi là xuất huyết đây. Xuất huyết dưới da ở cái vùng quanh rốn, thường là gặp trong cái thể nặng hoặc là dấu hiệu Gray Turner, viêm tụy mà hoại tử đó, xuất huyết đó, là những cái mảng bầm xuất huyết này ở vùng bên hông lưng. Cho nên khi mà gặp một bệnh nhân viêm tụy cấp mà đã có những cái dấu hiệu này thì mình biết đây là những cái dấu hiệu nặng của bệnh nhân viêm tụy cấp, chứ không có mày mò đi tìm là ủa vì sao bệnh nhân lại có cái chấn thương gì không mà nó lại có những cái dấu hiệu như thế này. Đây là dấu hiệu rất là nặng. Vậy thì ở trên lâm sàng nghĩ đến viêm tụy cấp hoại tử khi có 3 trên 9 các đặc điểm như thế này. Đau tự nhiên kéo dài 24 giờ dù đã hút dịch dạ dày. Sờ thấy cái mảng vùng thượng vị hoặc hạ sườn trái do hoại tử lan rộng. Sốt, vàng da, vàng mắt, thiểu vô niệu, ure máu cao, xuất huyết tiêu hóa, tràn dịch màng phổi. Hội chứng thần kinh hay là tâm thần, mình hay gọi là cái bệnh não tụy đó. Biểu hiện các triệu chứng về thần kinh và tâm thần. Và hạ canxi máu. Vậy thì khi mà thấy 3 trên cái 9 cái đặc điểm này thì mình sẽ nghĩ tới đó là viêm tụy cấp hoại tử, và mình sẽ làm các biện pháp chẩn đoán hình ảnh khác, những xét nghiệm khác để mình khẳng định chắc chắn đó là cái viêm tụy cấp hoại tử ha. Cận lâm sàng thì đầu tiên mình làm cái amylase huyết thanh. Cái này nó sẽ tăng nhanh trong 24 giờ đầu và bình thường sau 2 đến 3 ngày cho tới 1 tuần. Nghĩa là đỉnh của nó thì thường khoảng là 2 đến 3 ngày sau nó tăng nhanh. Và sau đó nó sẽ giảm dần. Cho tới khoảng đến 1 tuần thì nó sẽ hết amylase máu. Thì ngoài cái tụy cái tiết amylase thì ở trong cơ thể mình có nhiều cái cơ quan khác cũng tiết amila, đặc biệt đó là tuyến nước bọt. Thì ở các bệnh nhân bị quai bị hoặc bị viêm tuyến nước bọt đó, thì amila máu cũng có tăng, nhưng mà mình chẩn đoán phân biệt ha. Hoặc là một số các cơ quan khác mặc dù ít nhưng mà nó cũng có, như là viêm túi mật, xoắn ruột, tắc ruột, ngộ độc rượu, thai ngoài tử cung vỡ, thủng thận rỗng, suy thận hoặc là ung thư đầu tụy. Thì những cái trường hợp này cũng có tăng amila, cho nên phải phân biệt là không có nhất thiết là tăng amila đó là của viêm tụy cấp. Và cũng có những trường hợp là 10% viêm tụy cấp nhưng mà amila máu nó không có tăng cao 10%, thì lúc đó mình sẽ làm các biện pháp khác. Và cái nếu như có những bệnh nhân mà mình chẩn đoán là viêm tụy cấp nhưng mà mình vào đó mình xét nghiệm là amila nó có tăng nhưng không cao lắm chẳng hạn, thì
mình xem là cái cũng có thể là nó âm tính giả, cũng có thể là cái thời gian nó vào sớm là nó chưa có tăng lắm, hoặc là bệnh nhân tới muộn khi mà cái amyloid máu nó đã giảm rồi. Thì có một biện pháp khác là mình có thể mình làm cái amyloid niệu, tại vì nó sau khi mà nó bài tiết xong á, ở trong máu xong á thì nó mới được thải qua cái đường tiểu. Thì là lúc đó mình làm cái amyloid niệu trong những các trường hợp mà viêm tụy cấp đến muộn. Còn biện pháp khác là mình làm cái lipase. Nó sẽ đặc hiệu hơn. Với độ nhạy và độ đặc hiệu là sẽ cao hơn so với amyloid máu. Và cái mức độ tăng cao giữ được lâu hơn so với amyloid. Nhưng mà cả hai cái xét nghiệm này á, nó không có cái giá trị tiên lượng bệnh. Không có nghĩa là amyla và lipa càng cao thì là viêm tụy cấp càng nặng, không có cái giá trị, không có cái liên quan đến như vậy nhé. X-quang bụng với cái viêm tụy cấp á, thì cực kỳ ít có giá trị. Nhưng mà những cái có thể thấy là ổ bụng mờ, có dịch vùng thấp, hình ảnh qua ruột gác, đại tràng ngang thì trướng lên, tràn dịch màng phổi trái. Mình có phân biệt với các thủng tạng rỗng hoặc là tắc ruột. Còn cái siêu âm bụng thì sao? Thì như mình ở đây không biết có em nào làm siêu âm không, nhưng mà khi siêu âm bụng à, thì mình đặt đầu dò ngay trên cái vùng thượng vị của mình đó, ngay trên rốn thượng vị để mình quét cái tụy. Thì ở trước đó nó lại có cái dạ dày, xong rồi những cái phần ruột nữa. Thì nếu như mà cái dạ dày mà nó còn chướng hơi nữa thì cực kỳ là khó nhìn, tại vì hơi là nó cản cái tia siêu âm này, nhìn nó không ấy, nó nhìn nó như một cái tấm rèm luôn á. Cho nên là bình thường là trong cái dạ dày là đã khó rồi, mà cộng thêm là cái dạ dày cái ruột đó còn có chứa nhiều hơi nữa thì rất là khó. Siêu âm bụng thì có thể thấy là tụy lớn, có thể thấy lớn toàn bộ hay là lớn một phần. Viêm tụy cấp không không nhất thiết là phải phải viêm toàn bộ tụy, cũng có thể chỉ có viêm đầu tụy, thân tụy hay là đuôi tụy, đơn đơn độc. Có phát hiện được dịch trong ổ bụng, nhất là dịch quanh tụy hoặc là chảy máu, xác định góp phần thôi, xác định được cái nguyên nhân, ví dụ như nhìn thấy hình ảnh giun hoặc là sỏi, hoặc là xác định các biến chứng của nó như là áp xe hoặc là nang giả tụy. Hình ảnh giun hoặc là sỏi thì sỏi là cản âm mà, thì mình sẽ thấy cái bóng lưng. Còn hình ảnh giun á, có nhiều khi là một con giun hoặc là cái xác giun. Thì trên X quang á, nếu như nó là cái xác giun rồi á, thì sẽ thấy là cái thành ấy, cái gọi là cái lớp bên ngoài của cái con giun đó nó thành cái hình ống á, đôi khi mình có thể nhìn thấy được nó thành giống như cái hình đường ray đây. Hình ảnh tụy qua siêu âm đây, hình ảnh nguyên mình cắt được cái phần này, thân tụy đây là một hai cái này, và đây đang đo kích thước của cái tụy trên siêu âm để mình biết được là nó lớn hay nhỏ, nhìn nhu mô của nó xem có đồng nhất hay không, hay là có những cái ổ hoại tử hoặc là chứa dịch. Thì đây nếu dịch thì nó màu đen như vậy, còn sỏi thì nó sẽ tăng âm sáng này. Còn đây không phải là sỏi nha, đây là cô mô tả thôi, sỏi. Đây là một cái đo được một cái cấu trúc mà cái viêm của cái tụy này, đây là cái giảm âm ha, giảm âm này, phù nề này, viêm tụy cấp thể phù. Đây là một cái ổ hoại tử trong cái tụy. Mình có thể nhìn được luôn cả cái hình ảnh của cái hai đường ray, nhưng mà hồi nãy cô nói đó, giun chui vào trong cái ống tụy
Một con giun nó vào trong đó và nó nằm dọc luôn cả cái ống tụy đó. Về CT scan thì mình sẽ áp dụng cái phân độ Bantaja để đánh giá cái viêm tụy. Mình có 5 giai đoạn. Giai đoạn A là tụy bình thường. Giai đoạn B là tụy lớn toàn bộ hay từng phần và không có xuất huyết quanh tụy. Giai đoạn C là viêm tụy và mô quanh tụy. Nghĩa là giai đoạn A là tụy bình thường, B là có tụy lớn, C là có viêm cả tụy và mô quanh tụy, D là có một ổ tụ dịch ngoài tụy và E là có từ hai ổ tụ dịch ngoài tụy trở lên. Ở cái Bantaja nó thêm mình sẽ đánh giá và ngoài cái mức độ viêm thì mình sẽ có cái mức độ hoại tử tùy theo cái đo kích thước ở trên CT và mình đánh giá cái thang điểm này là mình sẽ cộng là cái giai đoạn viêm này cộng thêm là cái mức độ hoại tử để mình đánh giá về cái tiên lượng. Thì cái này cô sẽ chiếu ở phía sau. ERCP là nội soi mật tụy ngược dòng. Như hồi nãy nguyên nhân mà để gây viêm tụy là có ERCP, viêm tụy cấp, nhưng mà thực ra là nó ít là do những cái khi mà mình làm á nó có gây những cái tổn thương cơ học. Còn ERCP lại là một cái phương tiện vừa để chẩn đoán mà vừa để giải quyết những cái nguyên nhân của gây viêm tụy cấp. Ví dụ ECP là mình làm như thế nào? Mình có một cái ống nội soi. Nội soi thì mình có hai cái loại ống, một cái ống á, là cái nhìn á, mình sẽ nhìn là nhìn nhìn ngang ở đây này. Đây nếu như nhìn thẳng ở đây thì gọi là nhìn ngang. Còn nếu như mà có cái ống nhìn dọc thì nó sẽ có cái đèn là nó ở bên này, mình nhìn trong này. Thì nội soi bình thường mình á, là cái ống nhìn ngang là ống ở, nhìn ở cái đầu này và nhìn nhìn đâu nhìn đấy. Còn nếu như mà có cái gọi là cái đầu cái ống nhìn dọc này á thì mình sẽ nhìn đến một bên này thôi. Mình chỉ dùng cái ống ống nhìn dọc này á trong các trường hợp để làm cái can thiệp và đặc biệt là trong cái ERCP này. Mình nhìn đưa cái gây quai vào đây ha. Sau đó là mình sẽ chụp, đầu tiên là mình sẽ chụp đưa ống lên và mình sẽ chụp chụp toàn bộ cái đường bật và mình sẽ nhìn trên cái màn hình Siam. Mình sẽ chụp được cái đường bật này. Ở đây mình sẽ thấy là cái giãn cái đường bật. Và đây đặt một cái thủ thuật đó mình có thì mình có thể là năm cái cơ vòng OD này nếu như mà nó bị hẹp ha. Hoặc là giải quyết là mình đặt cái stent hoặc là mình năm hoặc là mình cho vào xong là mình lấy cái rọ để mình kéo cái sỏi ở trong cái ống mật trụ này ra. ECP càng ngày càng phát triển làm được rất là nhiều cái biện pháp. Không chỉ riêng cái trong cái sỏi này mà nếu như bệnh nhân có cái u bóng va te hoặc là hẹp cái cơ vòng OD đi mình có thể vào mình cắt nong ra hoặc là mình đặt một cái stent vào để cho nó giống như đặt stent giống như là cái stent mạch vành vậy đó, trong các trường hợp hẹp vậy. Thì trong cái quá trình làm như này nó có thể gây tổn thương cái cơ học ở đây và nó gây cũng hoạt hóa cái trypsin như là cái ba cái thuyết mà mình đã nói đó và nó có thể gây cái viêm tụy cấp sau cái thủ thuật ERCP. Cái biện pháp nữa là siêu âm nội soi. Siêu âm nội soi á thì là bây giờ là cái đầu dò của cái siêu âm ngoài mình không có đặt ở trên cái đầu dò ở trên cái thành bụng nữa mà mình sẽ tích hợp cái đầu dò siêu âm nó vào đầu của cái ống nội soi.
vào đầu của cái ống nội soi này. Ở đây cũng có phát tia siêu âm luôn, nghĩa là cái ống này vừa làm cái biện pháp là vừa nội soi vào nhìn được hết cái niêm mạc ở trong, đồng thời là siêu âm luôn, siêu âm sóng siêu âm và nhìn hết những cái xung quanh như này. Có thể đặt cái đầu dò đó ở vùng hang vị dạ dày hoặc là xuống đến vùng tá tràng này và mình sẽ nhìn. Thì đây cái đầu dò siêu âm ở đây, đây là cái đoạn sau cột sống của mình rồi, cái tụy. Mình sẽ thấy cái phần thân tụy, đây là cái ống tụy và đây là cái đuôi tụy. Nhìn tương tự như vậy ha, đây là cái ống tụy chính, đây là cái ở cái phần thân tụy. Đây là tĩnh mạch. Thì nhìn ở trên cái siêu âm nội soi này á, những cái hình ảnh về nhu mô tụy, alo, dạ. Thì nhìn trên cái siêu âm nội soi này á, những cái nhu mô tụy hoặc là những cái ống tụy, nếu như mà nó có giãn hoặc là có sỏi nhìn rất là rõ, kể cả là những cái xuất huyết quanh tụy hoặc là những cái nang quanh tụy gì đó, thì ổ tụ dịch chẳng hạn nhìn rất là rõ so với cái siêu âm kia, tại vì mình sẽ áp sát luôn cả cái mình đứng ngay cái đoạn D2 tá tràng đó chẳng hạn, mình sẽ áp sát luôn cái tụy và mình nhìn nó không có những cái yếu tố nhiễu như khó như là cái siêu âm bụng. Để chẩn đoán viêm tụy cấp, mình chẩn đoán khi có hai hoặc ba tiêu chí. Thứ nhất là đau bụng phù hợp với bệnh, thứ hai là amylam máu hoặc là amylam niệu tăng hơn 3 lần bình thường. Ở đây mình nói cái amylam mà em nào làm được lipa thì càng tốt thôi, tại vì cái lipa thì do vấn đề về hóa chất hay là sao đó mà cũng không có nhiều cái cơ sở là. Và chẩn đoán hình ảnh có viêm tụy, chẩn đoán hình ảnh thì có thể là siêu âm, có thể là CT và có thể là siêu âm nội soi, nghĩa là mình có hai trong ba cái thì mình chẩn đoán là viêm tụy. Để tiên lượng một bệnh nhân viêm tụy thì mình có rất là nhiều thang điểm, trong đó có hai thang điểm mà mình sẽ áp dụng sớm là Ranson và IMRI. Ranson á là có các yếu tố như này: khi mới nhập viện thì mình sẽ xem là bạch cầu bao nhiêu, đường máu bao nhiêu, LDH, lactate dehydrogenase ha, và cái men gan. Cứ một cái yếu tố có như này thì mình tính là một, và nếu như từ ba yếu tố trở lên là nặng và nhỏ hơn ba yếu tố là nhẹ, đó là tiên lượng. Và nếu như trong 48 giờ đầu thì mình dùng những cái này, mình phải làm cái thang điểm này. Nó khó ở cho mình áp dụng là cái LDH. Hiện tại ở đây mình không có, ở bệnh viện vùng á không có làm. Hoặc là trong 48 giờ đầu thì mình lại phải làm cái khí máu ha. Mình để mình xem cái HCO3 trừ này. Thì nếu như cái thang điểm Ranson này có dưới ba cái yếu tố đó thì tiên lượng trung bình. Và tử vong thì dưới 1%. Nếu như có 3 đến 4 chỉ số thì tử vong là 15% và 50% cần phải điều trị ở ICU. Từ 5 đến 6 chỉ số thì phải điều trị ở ICU và từ 7 đến 8 chỉ số thì tỷ lệ tử vong là 90%.
Tương tự cũng là ba yếu tố là có tiên lượng nhẹ hơn, và từ ba yếu tố trở lên có là tiên lượng nặng với cái thang điểm IMRI. Cũng tương tự mình phải làm cái khí máu và mình phải làm cái lactate dehydrogenase. Còn những cái kia thì cũng dễ để mình làm. Thêm một cái nữa là phân độ Atlanta hiệu chỉnh năm 2012 thì có giai đoạn sớm và giai đoạn muộn. Sớm là trước 7 ngày và muộn là sau 7 ngày. Mình chia ra mức độ là nhẹ, trung bình và nặng. Thì ở đây là nhẹ, trung bình và nặng, mình lại liên quan đến một cái là có suy tạng hay không. Nếu như nhẹ thì là không suy tạng với giai đoạn sớm, và giai đoạn muộn là không suy tạng và không có biến chứng tại chỗ. Trung bình á, là giai đoạn sớm và có suy tạng nhưng mà hồi phục trong vòng 48 giờ. Và với giai đoạn muộn mà mức độ trung bình á, thì là suy tạng thoáng qua, cũng tương tự như là giai đoạn sớm nhưng có biến chứng tại chỗ, hoặc là có biến chứng toàn thân nhưng không có suy tạng. Và giai đoạn nặng là suy tạng kéo dài trên 48 giờ. Mà vì cái suy tạng cho nên mình sẽ liên quan đến, chút nữa cô sẽ nói đến cái thang điểm là SOFA để mình đánh giá là có suy tạng hay không. Còn cái thang điểm Bantaja đánh giá trên CT scan, ở đây có các điểm như thế này, và cộng với lại cái mức độ viêm và mức độ hoại tử đó. Thì hoại tử 30%, không hoại tử 30%, từ 30 đến 50 hoặc là trên 50% cái tụy. Cái này thì trên CT sẽ đánh giá cho mình. Và nếu như mà độ AB thì là thường tương luyện tốt. Nếu như mà tính chỉ là cái mức độ viêm, C là 10% sẽ có nhiễm trùng, DE là 50% sẽ có nhiễm trùng. Còn cái điểm Bantaja như thế này á, thì mình đánh giá cộng cả cái mức độ viêm và mức độ hoại tử. Thì nếu như nó từ 7 điểm trở lên là cái viêm tụy cấp nặng và tỷ lệ tử vong cao. Vấn đề ở đây là các bác sĩ về đọc chẩn đoán hình ảnh và đọc cho bác sĩ lâm sàng á, thì chỉ có mô tả và sau đó mình sẽ nhận biết được đó là cái Bantaja ABCDE theo cái mức độ viêm thôi. Chứ bác sĩ không có ít, rất ít, cô thấy là hầu như là không đọc cho mình là cái mức độ hoại tử nó bao nhiêu phần trăm. Vậy thì mình có thể là mình sẽ chỉ có đánh giá được cái mức độ viêm thôi ha, ABCDE thôi. Đây là một cái viêm tụy cấp sau làm EACP. Cái tụy này này nó sẽ phù nề lên, không có hoại tử. Với trên cái CT á, cái tụy phù nề không hoại tử là mức độ B, đúng chưa? Và đây là mức độ C. Vì sao? Vì là chỉ không chỉ có viêm cái tụy mà nó còn có cái viêm cái quanh cả cái tụy nữa. Mà trên CT thì sẽ hay đọc cho các em á là thâm nhiễm tổ chức mỡ xung quanh tụy. Thì cái đó mình sẽ hiểu đó là một cái là viêm không chỉ mỗi cái tụy mà có cả quanh tụy nữa. Đây bởi một bệnh nhân nam 45 tuổi và viêm tụy cấp do rượu. Đây là giai đoạn D. Giai đoạn D là có tụ dịch quanh tụy. Đây là một bệnh nhân là giai đoạn E. Nghĩa là có nhiều ổ tụ dịch quanh tụy. Cộng thêm là hoại tử thân và đuôi tụy hơn 50%. Những cái NN này là những cái mà hoại tử, các em, necrosis hoại tử. Ê, viêm tụy hoại tử, nhưng cái ổ này là cái ổ hoại tử. NCT. Còn cái nhu mô tụy đây. Hoại tử cũng khá nhiều.
về điều trị cái viêm tụy cấp, mình học nội bệnh lý 2. Theo như nguyên tắc á, thì mình học cái bệnh học thôi chứ mình chưa có học cái điều trị. Nhưng mà qua cái nội bệnh lý 3 á, thì lại không có cái bài là điều trị cái viêm tụy cấp cho các em. Vì số tiết nó cũng không có nhiều, phân phối chương trình của trường mình nó cũng chưa được gọi là chưa được tốt rồi. Cho nên là mình sẽ học luôn. Và trên lâm sàng á, thì khi mà hỏi lâm sàng thì các thầy cô cũng sẽ hỏi luôn cả cái phần điều trị cho các em. Còn lại về bệnh học á, về lý thuyết thì đa số sẽ chỉ hỏi đến các em về nội bệnh lý 2 là đến cái hướng điều trị thôi, cũng giống như là nội bệnh lý 1 đó. Nguyên tắc điều trị hoặc là điều trị chung á, còn lại thì chưa đi sâu vào cái điều trị lắm, nhưng mà về trên lâm sàng thì các thầy cô sẽ hỏi nha. Điều trị thì nguyên tắc là với các thể nặng thì mình phải điều trị tại hồi sức cấp cứu, đảm bảo chức năng sống, giảm mức độ viêm, ngăn ngừa và điều trị nhiễm trùng và điều trị tốt các biến chứng suy tạng. Ở đây cái nguyên nhân mà mình thường gặp á, là nếu như mà viêm tụy cấp mà do rượu á, thì rõ rõ ràng là nó không có cái yếu tố nhiễm trùng, nhưng mà rồi nó sẽ có tình trạng là bội nhiễm, nhiễm trùng thứ phát sau á. Còn những cái bệnh mà viêm tụy mà do cái tắc nghẽn sỏi sỏi mật đó thì đa số là sẽ có nhiễm trùng hết. Vậy thì ngày xưa điều trị viêm tụy cấp là đa số là cho nhịn ăn automatic luôn, viêm tụy cấp vào viện nhịn ăn 72 giờ, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch và đặt trong dạ dày để hút kết quản. Bây giờ vì cái nhịn ăn này thì không có được khuyến cáo là tất cả các bệnh nhân viêm tụy cấp đều có cái nhịn ăn. Và tại vì cái tình trạng gọi là cái tình trạng mà gọi là suy dinh dưỡng á, do cái nhịn ăn này thì nó không có tốt. À, mình không có mình bây giờ mình học y rồi mình sẽ phải hiểu á, là cái tình trạng suy dinh dưỡng nó không có nhất thiết là nó sẽ đi kèm với lại cái tình trạng BMI cân nặng của mình ạ. Có rất là nhiều cái em nhỏ bây giờ mặc dù là béo phì nhưng mà vẫn là suy dinh dưỡng. Vì đánh giá dinh dưỡng thì đánh giá toàn diện. Và bây giờ cái nhịn ăn á, thì chỉ có khuyến cáo cho những cái viêm tụy cấp mà mình tiên lượng là mức độ nhẹ thì mình nhịn ăn. À, quên quên là quên mức độ trung bình và nặng thì mình nhịn ăn. Còn lại mà mức độ nhẹ thì mình cho ăn như bình thường. Còn cái đặt xông dạ dày á thì khuyến cáo, tại vì như này, mục đích của cái đặt xông dạ dày á, đừng có nhịn ăn rồi mà lại còn đặt xông dạ dày bơm thức ăn vào nhá. Bây giờ là đặt xông dạ dày có mục đích là gì? Đặt xông dạ dày để mình hút hết những cái dịch ở trong dạ dày ra. Để làm gì? Giảm đau ha. Nghĩa là còn cái dịch thì nó sẽ còn cái kích thích và còn cái à còn cái thức ăn đó, còn kích thích và còn cái tiết cái men tụy thì lại càng càng làm bệnh nặng thêm và lại càng tăng tiết thêm đó. Thì một là cái ngăn ngừa cái kích thích tiết thêm, hai là để cho bệnh nhân đỡ đau. Bồi phụ dịch và điện giải thì dùng ưu thế là dùng triglyceride. Và cái dịch để tùy theo cái mức độ nhẹ thì bồi phụ khoảng 2 lít một 24 giờ, mức độ trung bình thì khoảng 4 lít trên 24 giờ và mức độ nặng là phải dùng đến 6 lít trên 24 giờ, 6 lít trở lên. Về cái tình trạng là mất dịch, thoát dịch đó và cái tình trạng cô đặc máu thì mục đích là bồi phụ cái dịch và điện giải là mình làm với cái mức độ như vậy. Hỗ trợ hô hấp với những cái bệnh nhân mà có về vấn đề về hô hấp, hỗ trợ về tim mạch. Đây là các biến chứng của cái
có suy đa tạng hay không đó, về thận, cân bằng cái chuyển hóa và điều trị đau. Giảm tiết á, thì mình vừa cái dùng cái đặt hút xong xong dạ dày và hút, và có dùng cái thuốc. Về đánh giá dinh dưỡng và dùng kháng sinh. Kháng sinh thì chỉ dùng trong những trường hợp mà có nhiễm trùng và thêm là có viêm tụy hoại tử. Còn những cái về bệnh học rõ ràng á, thì không có yếu tố nhiễm trùng thì mình không có dùng. Điều trị đau của bệnh nhân viêm tụy cấp thì mình điều trị từ mức độ nhẹ cho đến mức độ nặng. Thuốc nào các em cũng có thể dùng, từ cái thuốc giảm đau thông thường cho đến cái thuốc mà giảm đau mà gây nghiện. Nhưng mà không nên dùng morphine, vì cái morphine nó sẽ làm cái co thắt cái cơ vòng ót đi. Mà ở mình thì đang cái viêm tụy cấp là cái mình đang cần phải giải quyết cái tắc nghẽn, thì mình không nên dùng cái morphine, mà dùng các giảm đau mà có gây nghiện khác. Rồi dùng là ERCP để giải quyết các nguyên nhân như là sỏi, như là hẹp cơ vòng ót đi. Mình vào đó mình sẽ có cái dao mình đưa ra và mình cắt xẻ cái cơ vòng ót đi ra, là mình lấy cái rọ để mình kéo sỏi ra. Mà nếu như kéo mà lọt, không lọt cái chỗ đó, thì mình vào để mình bóp sỏi từ từ rồi mình ấy ra, lấy ra. Chỉ định ERCP khi nào lấy sỏi ống mật chủ trong viêm tụy cấp nặng có viêm đường mật kèm theo, có bằng chứng tắc nghẽn đường mật kéo dài, và bệnh nhân không đủ sức để phẫu thuật cắt cái túi mật. Chỉ định ngoại khoa, ví dụ như ERCP không thể giải quyết được, hoặc là những nơi mà không có thực hiện được ERCP, như ở bệnh viện mình, bệnh viện vùng á, thì cũng có làm được 1-2 ca ERCP từ cách đây rất lâu rồi. Bây giờ thì không có làm nữa. Còn bệnh viện trường mình thì chưa có làm được ERCP. Thì cái đó là những cái đó trường hợp mà chuyển qua ngoại khoa. Và cắt lọc cái ổ hoại tử nhiễm khuẩn. Nhưng mà cái này thì không có một cái gọi là cái guideline rõ ràng về cái can thiệp ngoại khoa ở những cái mà viêm tụy hoại tử. Tại vì là đã nghiên cứu á, với những cái bệnh nhân mà đã viêm tụy hoại tử mà có suy đa tạng thì đa số là đã phải nằm ở ICU rồi, và đã nghiên cứu là những cái bệnh nhân, nhóm bệnh nhân á, mà có can thiệp ngoại khoa, và nhóm bệnh nhân là không có can thiệp ngoại khoa thì nó cũng không có sự khác biệt. Cho nên bây giờ cái chỉ định mà ngoại khoa của cái viêm tụy hoại tử thì không có nhiều. Rồi có bạn nào hỏi về cái bài viêm tụy cấp này không? Ủa lớp mình có nghe cô nói không? Có rồi. Lớp mình có hỏi gì không? Giờ chưa biết hỏi gì hết cô ạ. Gặp viêm tụy cấp chưa cả lớp? Chưa cô ơi, mới đi bệnh viện một tuần rồi mới, là nói chung là mới biết đường vào trong khoa thôi, chưa học được gì hết. Có ai giơ tay không? Win, mời Win. Ô, bữa em đi em cũng gặp cái viêm tụy cấp thì có bác theo trường phái là cho nhịn ăn ngay, cho nhịn ăn luôn, có bác thì cho ăn lại. Ừ, thì nghĩa là ngày xưa đó, cô nói đến cái chuyện ngày xưa thì là cứ viêm tụy cấp là các bác sẽ là automatic là nhịn ăn 3 ngày. Nhưng mà bây giờ đó thì mới những các thể mà thể nặng, từ trung bình nặng cho đến nặng á, thì mới nhịn ăn, còn không thì cứ cho ăn bình thường. Và khi mà mình nhịn ăn rồi á, mình cho ăn lại á, thì mình sẽ bắt đầu bằng những cái thức ăn mà gọi là thức ăn lỏng mà hạn chế dầu mỡ. Và mình sẽ theo dõi, nếu như mà thức ăn vào mà nó sẽ kích thích
vừa cái tăng tiết đó, tăng tiết và cái làm cho cái bệnh nhân đau á, thì mình sẽ lại cho bệnh nhân nhịn ăn rồi lại cho ăn lại, tập cho ăn lại sau. Nghĩa là cái việc mà cho ăn lại như thế nào và bắt đầu ra sao á, thì sẽ phụ thuộc vào cái đau của bệnh nhân. Cho nên cái đặt trong dạ dày hút ra đó là vừa cái giảm đau mà vừa cái là hút cái dịch ra để giảm cái kích thích, tăng tiết cái men tụy. Thì cũng có thể là như Quyên hỏi đó, thì cũng có thể là bệnh nhân đó là với mức độ nặng thì bác sĩ cho nhịn ăn, còn lại nếu như mà bệnh nhân nhẹ thôi mà bác sĩ cho nhịn ăn thì là bác sĩ chưa 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 chưa, chưa cập nhật. Không không, cái đấy Quyên nó hỏi chưa hết, không phải bác sĩ không cập nhật, em thấy đúng mà. Tại vì thường là các cái thể như cô nói với lại đằng sau á, là bác sĩ hay nói là một là uống nước đường, hai là nước cháo loãng, là trong đó là bác sĩ cũng có xem cái xét nghiệm lại và cũng có đi khám rồi, nên là có cho ra cái đi lệnh đó, nên là đúng á cô, chứ không phải là chưa cập nhật đâu. Vậy thì bác sĩ cho thì đánh giá theo cái tình trạng bệnh đó là bác sĩ cho thì hợp lý. Rồi Quyên có hỏi gì nữa không Quyên? Dạ không cô. Mời Kim. Cuối cùng cái hồi xưa học là nó có cái khởi phát sau một bữa ăn thịnh soạn, đó là có còn cái cơ chế nguyên nhân là do sao cô? À, cái đó chỉ có là cái đó không phải là cái nguyên nhân ha, mà đó là một cái yếu tố làm dễ thì là vẫn là vậy thôi, một cái yếu tố làm dễ sau một cái bữa ăn thịnh soạn có nhiều dầu mỡ đó, và nó sẽ gọi là kích thích để nó tăng tiết nhiều, đó là không phải là nguyên nhân mà là trên nền một bệnh nhân đã có các yếu tố nguyên nhân là sỏi, các yếu tố nguyên nhân là tăng triglyceride hoặc là do rượu đó, và cái này nó làm dễ để cái khởi phát cái này thôi chứ nó không phải là nguyên nhân, nó có yếu tố làm dễ thôi, nó vẫn có vẫn vẫn đúng nha Kim. Dạ, cảm ơn cô. Cô hay đọc sách của trường nào vậy cô? Nếu như mà về tiêu hóa Dạ. đúng không, thì là sách, thực ra là sách để sách y của trường mình, à quên, của nước mình á, thì để sách thì nó không có nhiều, thực ra là nó về hệ thống mà để sách y khoa của nước mình nó cực kỳ là nghèo nàn, không mỗi về cái tiêu hóa, cho nên là tùy theo cái bệnh á, tùy theo cái tình trạng nhóm bệnh như thế nào thì đa số là cô đọc mấy cái guideline mới thôi. Ví dụ như là viêm gan B, viêm gan C chẳng hạn, thì nó là như vùng châu Á của mình á, là nhất thế giới mà, tại vì cái bệnh nó lưu hành chủ yếu ở chỗ mình chứ Âu Mỹ thì nó lại không bằng mình, ví dụ như vậy. Hoặc là về ung thư sớm á, thì là Nhật Bản là đang là nhất thế giới ung thư sớm, ung tiêu hóa chẳng hạn vậy, hoặc là polyp mà ấy, thì cô sẽ tùy để cô đọc thôi chứ cũng không có cuốn nào mà gối đầu giường của cái tiêu hóa mình luôn á. Mời Vi. Cô ơi, mấy cái bài giảng của cô á, cô có cái tài liệu khai quật không cô? Cho lớp em xin quá cô. À rồi cô sẽ gửi, chút nữa cô gửi luôn nha. Dạ, cảm Còn bao vo là cô không gửi nhá Vi nhá. Dạ, cô gửi khai quật cho tụi em không được không? Rồi, bây giờ mình sẽ qua bài mới là bài viêm gan B. Lớp mình nhìn thấy slide chưa? Rồi cô ơi, rồi. Bây giờ cái viêm gan B á, là không phải là mỗi sinh viên mà là nhiều bác sĩ và các chuyên ngành khác cũng đang rất là mơ hồ về cái viêm gan B này.
Thì trong cái bài viêm gan mãn á, thực ra là nó rất là nhiều, nó rất là rộng ha. Mình như mình biết á, thì nguyên nhân ở mình hay gặp là viêm gan B, viêm gan C, rồi là viêm gan rượu. Bây giờ mới nữa thì là viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, NASH đó. Thì vì thời lượng nó cũng không có dạy được nhiều, chỉ có chen vào được một bài cái viêm gan B này thôi. Còn lại những cái kia thì mình sẽ tự tìm hiểu. Còn thêm một bài nữa là cái bài mà viêm loét dạ dày. Thì đa số những cái loét đó thì mình đã gặp ở, mình nói ở trong cái phần là xuất huyết tiêu hóa do không do vỡ giãn tĩnh mạch á. Thì lớp mình có cần phải dạy thêm cái bài đó không? Có thi không cô? Sao em? Hay là bài đó có thi không Bài đó có thi. cô? Có thi thì chắc cô dạy thêm cho cô. Thì mình chọn là có thi, nhưng mà mình lấy bài mình đọc cũng được, hay là mình phải học, tại vì thời lượng nó không có được nhiều. Thì mình làm sao? Chẳng lẽ là mình thêm thêm buổi? Ý lớp mình sao anh Diễm? Ý cô giáo là cả lớp mình tự đọc rồi đi thi, được không? Cô Tự nhân đọc viên thì có cô điểm ở trong bài cô gọi bài đó cô. cô ơi Sao anh? thì cô nếu tự đọc bài lên rồi thì cô thử cho vào một vài câu hỏi bài đó để định hướng nó dễ cô. À, chắc chắn là sẽ có câu hỏi. Vậy là lớp mình sẽ tự đọc nhá. Xong rồi có câu hỏi và có thắc mắc gì thì hỏi cô qua Zalo cũng được. Có đồng ý không cả lớp hay là phải dạy? Nếu như mà phải dạy nữa thì là bữa sau á, là cái tiết mà cái tiết nhưng mà thực ra là cô nghĩ là cũng nên nên dạy. Thì bữa sau là không phải là mình học cái 2 tiết mà mình học 3 tiết có được không? Ủa, lớp mình đi đâu hết rồi? Nhập Đâu theo theo em? cô thôi. Anh Diễm ơi, bữa sau mình học 3 tiết chứ thay vì 2 tiết có được không? Dạ được, cô dạy vừa bố trí dạy em học thì Chết rồi, vậy thì để bữa sau mình sẽ dạy luôn cả cái bài. Rồi bây giờ mình học cái bài là viêm gan virus B. Thì đây là một vấn đề sức khỏe toàn cầu đó. Nguyên nhân là do cái virus viêm gan B gây ra ha. Hepatitis B. Virus virus B viêm gan này, virus viêm gan B. Viêm gan virus B có thể diễn tiến cấp tính, trong đó đến 90 đến 95% khỏi hoàn toàn. Vậy thì chỉ có 5 đến 10% là chuyển sang mãn tính. Chứng tỏ là cái tỷ lệ mà viêm gan virus B á mà cấp á, là rất là nhiều. Tại vì hiện tại cái virus viêm gan virus B mà mãn tính á, mình thấy tỷ lệ rất là lớn luôn. Trên thế giới có 400 triệu người nhiễm cái virus viêm gan B mạn, và trong đó có 75% là người châu Á. À. Và đây là một cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xơ gan và ung thư gan nguyên phát. Đây là cái tỷ lệ lưu hành của cái nhiễm HPV đây ở trên toàn thế giới. Ở cái vùng mình, ở nước mình đây là cái vùng cam này, mình vẫn thua cái vùng đỏ này. Ở đây là cái nước nào nhỉ? Cô cũng không biết luôn cả lớp. Đây là cái vùng nước nào không biết nữa. Thì virus viêm gan B đó
thuộc họ là Heparna-Viridae, có cấu trúc là DNA và có 10 kiểu gen khác nhau, ký hiệu từ A cho đến G. Đây là một cái cấu trúc của HPV. Đầu tiên là mình có cái protein S bề mặt, và để mình xét nghiệm trên lâm sàng thực tế để mình xét nghiệm cái có nhiễm cái virus viêm gan B này không thì mình sẽ làm là HBSAg, là cái này đây. Đây có những cái là protein M bề mặt, protein L, những cái này thì mình không có ứng dụng ở trên cái lâm sàng. Và cái HBC, cái protein lõi này á, thì nó cũng không có áp dụng ở trên lâm sàng. Và có cái DNA, cái cấu trúc DNA, thì mình dựa vào cái cấu trúc DNA này để mình định lượng cái số lượng virus trong cơ thể mình. PCR á, là bằng phương pháp PCR. Đây là nói sơ qua về cái chu trình nhân đôi của virus. Nó sẽ tấn công vào mảng tế bào ra sao, dịch mã, sao mã, tạo thành đây. Phần vỏ của HPV sẽ bám vào cái màng tế bào gan và nhờ sự nhận biết của các thụ thể trên màng, sau đó là hòa nhập với cái protein màng và xâm nhập vào tế bào gan. Này rất là dễ hiểu rồi. Phần giai đoạn thứ hai là sau khi vào tế bào chất thì chỉ có cái phần lõi chứa DNA và cái men DNA polymerase sẽ đi vào nhân tế bào gan. Tại nhân thì sẽ DNA được sửa chữa để tạo thành cái ccDNA. Và ccDNA được xem là khuôn để sao chép ra cái RNA. Và mRNA sẽ được giải mã tạo thành các protein lõi polymerase, protein X, protein bề mặt siêu vi trong tế bào chất. Và cái protein lõi bao bọc RNA tiền genome này và men polymerase tạo thành cái capsid. Và cái RNA này sau đó nó lại sẽ sao chép ngược lại để tạo thành cái DNA. Và cái capsid này chứa cái DNA mới được tổng hợp này có thể phóng thích DNA vào nhân tế bào gan để tạo thành cái ccDNA, hay là ghép thêm cái phần vỏ bọc trong mạng lưới nội bào và thể Golgi, sau đó là phóng thích ra khỏi tế bào gan dưới dạng là virion hoàn chỉnh. Nghĩa là trong cái virion đó, bây giờ mình đã có ở trong đó là cái DNA thôi. Còn những cái mà RNA là mình, cái quá trình mà giải mã với lại sao mã nó nằm ở trong cái tế bào chất với trong nhân ở giai đoạn đầu. Bây giờ mình ứng dụng trên thực tế lâm sàng các dấu ấn huyết thanh để mình đánh giá về cái tình trạng đã nhiễm cái virus viêm gan B. Có HBSAg, HBCAg, HBEAg và DNA polymerase. Mình sẽ đi lần lượt các dấu ấn huyết thanh này. Đầu tiên là cái HBSAg, Hepatitis B Surface Antigen. Nghĩa là đây antigen là kháng nguyên, antibody là kháng thể nha. Kháng nguyên bề mặt của viêm gan, virus viêm gan B. Đây là một cái dấu ấn để xác nhận là đang nhiễm HPV. Nó sẽ xuất hiện là từ 1 đến 10 tuần sau khi tiếp xúc với HPV. Và sẽ xuất hiện trước khi có các triệu chứng về lâm sàng. Và HBSAg sẽ mất sau 4 đến 6 tháng phục hồi. Nếu như là nhiễm cái HPV cấp và sau đó là khỏi, không có chuyển sang mãn tính, thì cái HBSAg này sẽ mất sau 4 đến 6 tháng. Và nhiễm HPV mạn khi mà HBSAg xuất hiện kéo dài trên 6 tháng. Nghĩa là để mình biết được là bây giờ là viêm gan B cấp hay viêm gan B mạn, mình phải có cái HBSAg này nó tồn tại đó trong máu
trên 6 tháng. Và khi mà mình xét nghiệm thêm cái dấu ấn nữa là cái anti-HBS, là cái kháng thể đó, nó chống lại cái HBS này. Cái trên là cái kháng nguyên, bây giờ mình có cái anti đó. Thì nếu như nó có dương tính thì nó sẽ là miễn nhiễm với HPV, nhưng mà tùy theo cái nồng độ của nó nữa. Cái anti HBS càng cao thì nó sẽ có cái khả năng bảo vệ cơ thể khỏi cái viêm gan B càng cao. Và thường á là phải trên 100 đơn vị thì nó mới có tác dụng bảo vệ. Tốt hơn nữa thì phải trên 300 trở lên. Còn đa số mình mà sau khi mà mình tiêm vaccine xong á, nó sẽ hình thành cái anti-HBs này á. Đây là một cái kháng thể duy nhất tạo ra sau tiêm vaccine này. Và thường á, như là bình thường mà mình đi tiêm, như cô đi tiêm hoặc là đa số bệnh nhân đi tiêm thì cô thấy là toàn có trên 1.000 thôi. Và nhắc cho lớp mình nhớ là khi mà mình đã tiêm HPV, phòng tiêm phòng vaccine đó, thì mình tiêm là 4 mũi đó. Mình tiêm từ nhỏ đó. Nhưng mà không có nghĩa là cái kháng thể nó sẽ tồn tại suốt đời. Và mình đã tiêm rồi thì mình nên là định lượng những cái kháng thể này. Và mình xem cái số lượng nó ra sao. Và nếu như nó thấp thì mình đi tiêm bổ sung. Còn nếu như mà không nhất thiết là ví dụ như là mũi thứ nhất rồi mũi thứ hai cách một tháng, mũi thứ ba cách một tháng nữa đó, mà nếu như mà sau khi mình tiêm xong á, một mũi hoặc là hai mũi mà các em đi định lượng cái kháng thể mà nó đã cao rồi thì mình không nên tiêm nữa, không nhất thiết là cứ phải 4 mũi automatic như vậy nha. Nếu như đã có cái khẳng lượng kháng thể nó cao rồi mà thì mình không nên nữa, tại vì sao, cái nguyên tắc là kháng nguyên kháng thể. Ai hỏi gì hay sao á, cô nghe tiếng. Dạ, cô cho em hỏi là cái chỗ cô nói hồi nãy á, là em đã tiêm 4 mũi rồi, xong rồi đi xét nghiệm, người ta nói không có kháng thể, người ta kêu em tiêm lại 4 mũi luôn á cô. À, nghĩa như là, thế là ai đang nói đây, ai đang nói đây? Quý anh. Dạ, em với anh à. Ừ, nghĩa là sao bây giờ cô giải thích này. Bây giờ mình tiêm vaccine vào là mình đưa cái gì vào? Đưa cái antigen vào đó, nghĩa là một cái virus mà nó bị bất hoạt ha. Đưa vào cơ thể mình để cơ thể mình kích thích tạo ra cái kháng thể chống lại cái virus viêm gan B này. Nguyên tắc chung của tiêm vaccine đa số là vậy, vaccine từ xưa giờ ha, thì là đưa một cái antigen vào để mình kích thích cái cơ thể để sản xuất ra cái antibody. Thì bây giờ á, là với cái trường hợp như cô nói đó, nếu như mà đã đưa vào vaccine tiêm 1-2 mũi mà cái nồng độ cái kháng thể tạo ra mà nó nhiều rồi, mà bây giờ mình lại đi tiêm tiếp thì mình đưa cái gì vào? Mình lại tiếp tục là mình đưa cái antigen vào. Và cái antigen này vào á, nó sẽ trung hòa một cái này á, nguyên tắc là gọi là cái ổ khóa chìa khóa đấy. Kháng nguyên sẽ kết hợp với kháng thể. Như vậy á, nó sẽ lắp ghép rất là, gọi là rất là vừa vặn với nhau. Vậy thì vào á, mình sẽ trung hòa bớt đi cái lượng kháng thể mà mình đã tạo ra. Cho nên việc đó là một việc mình không nên làm. Nếu như mình mà đã có cái lượng là anti-HBs nó đã cao rồi thì không nên tiêm nữa. Còn trường hợp của quý anh là đã tiêm được 4 mũi rồi, trong suốt quá trình đấy là mình chưa có xét nghiệm cái anti-HBs, sau đó mới đi xét nghiệm cái anti-HBs, thì không biết là thời gian sau tiêm bao lâu hả quý anh? Ủa, lớp có nghe cô nói không? Quý anh ơi. Dạ có cô. Ý em là em tiêm đủ 4 mũi xong rồi em đi xét nghiệm kháng thể, xong rồi là nó dưới cái quy định gì đó cô, là xong rồi người ta kêu em tiêm lại từ đầu luôn. Em không hiểu chỗ đó. Rồi nhưng mà ý là sau khi em tiêm 4 mũi xong ấy, bao lâu em đi xét nghiệm? Chắc khoảng 1 năm á cô. Vậy thì như này,
Cái đó, một đó là những cái mũi tiêm trước của em không có hiệu quả. Không có hiệu quả thì cái này thì mình cũng có rất là nhiều cái yếu tố để ảnh hưởng. Một, thứ nhất là cái chất lượng vaccine. Thứ hai là cái đáp ứng của cơ thể. Thứ ba là cũng có thể là nó có một ít kháng thể rồi xong lại tiếp tục tiêm tiếp, rồi nó triệt tiêu luôn cả cái kháng thể đó, nó trung hòa bớt luôn. Thì bây giờ với cái mức mà em đi tiêm lại thì vẫn khuyến cáo như cô nói là em vừa tiêm và vừa theo dõi cái lượng kháng thể anti-HBs. Và nếu như nó cao rồi thì không tiêm, còn nếu như nó chưa đủ thì mình cứ tiếp tục tiêm. Nha của anh nha. Dạ Với em lại cảm ơn mỗi lần cô ạ. được đi cứ 4 mũi như vậy. Ở lớp mình có ai mà chưa tiêm phòng viêm gan B không? Hoặc là có ai đang bị nhiễm HPV không? Em chưa tiền của Anh Diễm chưa tiêm à? Hải Diễm? à À, cô Bách tiêm. Ai Bách chưa tiêm vậy? tôi cô em Rồi đó. cái khi hồi nhỏ mà em có tiêm rồi thì sau này em đi làm á em hay hiến máu thì thấy người ta không có trả phiếu về mà em vẫn hiến bình thường thì em có phải cần thiết tiêm không cô nhỉ? Nghĩa là khi mà đi em đi hiến máu á, thì họ sẽ chỉ có xét nghiệm cho em là cái HBsAg là âm tính, nghĩa là bây giờ trong người em không có bị nhiễm con HPV. Còn cái chuyện là sẽ không có ai đi hiến máu mà xác định cho em là cái lượng kháng thể anti-HBs trong người em là bao nhiêu á. Nhá, cho nên là em nên đi xét nghiệm lại cái anti-HBs và nếu như nó thấp thì mình tiêm để bảo vệ. Còn hiện tại không có HPV trong người thì cũng có thể là có yếu tố bảo vệ hoặc là không. Cho nên đi hiến máu nhớ là chỉ có xét nghiệm là HBsAg thôi nhá. Để xác định có nhiễm hay không đó. Tại năm nào em cũng 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 hiến ấy, nên là em cũng nghĩ là chắc là em hay chọc với bạn là chắc là máu sạch qua nên khỏi cần tiêm gì ấy. Không, không có nhiễm thì nghĩa là máu đang sạch đặng nhưng mà cũng có thể là do chưa chưa có gặp cái đối tượng để lây nhiễm. Chút nữa sẽ nói mình sẽ biết là đối tượng lây nhiễm là những đối tượng nào nha. Rồi mình sẽ qua cái dấu ấn huyết thanh tiếp. HBCAG cái kho là cái lõi á, là kháng nguyên chỉ hiện diện trong tế bào gan bị nhiễm HPV, chỉ trong tế bào gan không thấy trong huyết thanh, cho nên mình không có xét nghiệm cái này nha. Và anti HBC có, mình xét nghiệm được trong huyết thanh đó, thì nếu như nó có dương tính thì nó sẽ cho mình biết là có từng nhiễm hay là đang nhiễm. Nghĩa là với cái anti HBC này nó dương á, cũng có thể là bệnh nhân trước đó đã nhiễm rồi. Bây giờ là khỏi rồi, nghĩa là đã từng nhiễm hoặc là cũng có thể là bây giờ đang nhiễm. Cho nên không khuyến cáo là các em xét nghiệm cái anti HBC này nha. Còn cái HBCAg là mình không có xét nghiệm trong máu rồi. À, bây giờ trong một số các trường hợp để mình phân biệt đây là một trường hợp nhiễm cấp hay là nhiễm mạn thì mình lại không có là làm mỗi cái anti HBC riêng mà mình chia nhóm là IgM và IgG. IgM là thường là trong trong tất cả các bệnh lý ha, IgM là trong giai đoạn cấp nhiễm cấp hoặc là đợt cấp của nhiễm HBV mạn, còn IgG là mạn tính nha. Vậy thì nó sẽ hữu ích trong các trường hợp nào? Bây giờ là em sẽ có một bệnh nhân là em sẽ xét nghiệm là HBsAg dương tính. Nếu như hết HBsAg dương tính thì mình sẽ nói lên được cái điều gì? Có trả lời của không? Là có kháng nguyên bề mặt. HBs
HBS AB dương là có kháng nguyên bề mặt đó. Nhưng mà ý nghĩa của nó là gì? Là có vì có nhiễm HBV không cô? Có bị nhiễm HBV. Khẳng định luôn là có nhiễm HBV. Nhưng mà bây giờ á, như hồi nãy cô nói đó, là muốn cái mà mạn tính là phải chứng minh được HBSAg tồn tại trong cơ thể mình quá 6 tháng. Nhưng bây giờ bệnh nhân mới phát hiện, mà trước đấy thì bệnh nhân chưa hề biết cái gì. Vậy thì làm sao để mình biết là bây giờ bệnh nhân này là đang cấp hay là đang mạn, đúng chưa? Thì mình làm cái này. Anti-HBC, IDM hoặc là IRR. Nếu như có cái anti-HBC, IRR mà nó đã dương tính, cộng thêm HBSAg dương tính, thì mình đây là một bệnh nhân nhiễm cái virus viêm gan B mạn nha. Tiếp theo là cái HBEAg. Đây là một cái dấu ấn của sự nhân lên của cái HPV. Để mình biết, để sau này khi mà mình chỉ định điều trị thì mình sẽ phụ thuộc vào cái HBEAg này và cái định lượng cái tải lượng virus là nồng độ của HPV DNA đó. Thì HBE nó mà dương tính nghĩa là có cái sự nhân lên của cái virus viêm gan B, mà âm tính thì hiện tại là không có sự nhân lên của virus viêm gan B và chỉ định nó sẽ khác nhau. Nhưng mà HBEAg á, dương tính thì thường kèm với cái nồng độ HPV DNA cao và sự lây truyền cũng cao. À, thường là như vậy. Và anti-HBE là một trong những tiêu chuẩn để xem xét ngưng điều trị kháng virus ở bệnh nhân virus viêm gan B mạn đó. Đây là cái nói về cái thời gian để mà sau khi mà mình phơi nhiễm với cái lại virus viêm gan B á, thì nó sẽ thay đổi như thế nào. Như hồi nãy nói là HBSAg nó sẽ là tuần thứ mấy đến tuần thứ mấy thì nó bắt đầu tăng nhỉ? Nó xuất hiện từ sau khi nhiễm, có ai nhớ không? 1 đến 10 tuần sau khi tiếp xúc với HBV. Còn cái này tính bằng tháng nhé, từ 1 đến 10 tuần này tính bằng tháng. Đây, cái HBSAg, cái huyết thanh. Nếu như mà đã được mất cái HBS á, và hình thành được cái anti-HBS á, thì đây gọi là cái khỏi bệnh rồi nha. Mất HBS và hình thành cái anti-HBS thì đã là khỏi bệnh rồi. HBE này thường là tăng trong giai đoạn này. Và anti-HBC. Đây là những cái giai đoạn như này, là những cái giai đoạn mà đã khỏi bệnh ha. Vừa hình thành được cái anti-HBS, vừa hình thành được anti-HBE và hình thành được anti-HBC. Tương tự như vậy. Cô ơi. Ờ, nói đi em. Cô có thể giải thích giùm cho em cái giai đoạn cửa sổ là sao cô? Ừ, thì cái giai đoạn cửa sổ này là cái giai đoạn mà hầu hết cái anti-HBS đó là nó sẽ xuất hiện ngay sau khi mà cái HBSAg biến mất. Ví dụ như một bệnh nhân như thế này mất HBS thì cái anti-HBS nó từ đây luôn, nó sẽ xuất hiện từ đây luôn. Như vậy nhá. Nhưng mà có những bệnh nhân á, là cái từ cái giai đoạn mà mất cái HBS này cho đến khi mà hình thành được cái anti-HBS này là nó có một khoảng thời gian. Đấy gọi là cái giai đoạn cửa sổ, kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Và trong giai đoạn này thì sẽ có HBSAg âm, anti-HBS cũng chưa hình thành, nên là nó âm, và chỉ có là cái anti-HBCIRM là nó dương vì nó đang là giai đoạn nhiễm cấp.
Tưởng tượng được chưa Vi? Cho nên cái này á là giai đoạn này đa số á, là đây là cái anti-HBC. Anti-HBC sẽ là tổng của cái IRM và IRR, và giai đoạn này thì chỉ có đây là cái IRM thôi, còn cái IRR nó còn chưa hình thành. Đây là các dấu ấn huyết thanh ở cái giai đoạn nhiễm HBV cấp. Thì mình sẽ biết được là cái giai đoạn sớm, giai đoạn cửa sổ, giai đoạn phục hồi. Mình nắm rõ những cái dấu ấn của huyết thanh, mình nắm rõ cái ý nghĩa của các dấu ấn đó thì mình sẽ biết được thôi. Cô nhắc đi nhắc lại là bây giờ mình muốn đánh giá cái tiêm phòng có tiêm vaccine á, có hiệu quả hay không thì mình dùng cái gì? Có ai trả lời không? Cái anti-HBs. À, lớp mình chờ cô một chút nha.
Cô đang nói đến đâu á lớp mình ơi? Lớp mình ơi, cô đang nói đến đâu á? Đi đâu hết rồi? Tới tới chỗ này á cô. Để cô đang trình chiếu. Không, cái này là cô quay lại mà. Cô đang nói gì đây? Cô nãy cô hỏi là khi tiêm viêm gan B gì đó cô. Ừ. Cái gì để đánh giá là tiêm viêm gan B có nghĩa là một cái dấu ấn huyết thanh nó chỉ xuất hiện sau khi tiêm viêm gan B thôi. Đó là cái gì? Anti viêm gan B cô. HBS. Anti viêm gan B là gì á? Anti HBS đó cô. Đúng rồi, anti HBS nha. Nhớ, có HBSAG là có nhiễm, anti HBS là đánh giá cái kháng thể đó, chống lại cái HBS để xuất hiện là sau khi có tiêm cái viêm virus vaccine viêm gan B. HBE là đánh giá sự nhân lên của virus hay không. HBV DNA là để mình biết là tải lượng của virus có nhiều hay không, nghĩa là có nhiều virus hay không để mình chỉ định điều trị. Rồi con đường mà lây nhiễm viêm gan B, cái này thì chắc ai cũng biết. Thứ nhất là lây qua máu, thứ hai là quan hệ tình dục, và thứ ba là mẹ sang con. Thì là mình có sẽ có lây nhiễm theo chiều ngang và lây nhiễm theo chiều dọc. Chỉ có lây nhiễm theo chiều dọc là mẹ sang con, còn lây nhiễm qua máu và qua quan hệ tình dục là lây nhiễm theo chiều ngang. Thì lây nhiễm theo chiều dọc là từ mẹ sang con và thường ở thời kỳ chu sinh, trước sinh 12 tuần tới sau khi sinh 1 tuần. Cũng có thể là có những tháng sau sinh. Thực trạng viêm gan B ở phụ nữ mang thai và trẻ em này. 12% phụ nữ mang thai bị mắc virus viêm gan B. Sau đó là đến 60.480 trẻ sơ sinh sẽ bị nhiễm. Và 25% trong số đó sẽ bị viêm gan hoặc là ung thư gan. Và trong 60.000 đó đến có 15.000 bé là bị tử vong. Vậy thì mình để giảm thiểu cái lây nhiễm theo chiều dọc như thế này á. Từ thời kỳ mà trước khi sinh 12 tuần đúng chưa? 12 tuần là mấy tháng? 3 tháng đúng không? Phải 3 tháng á. Dạ cô. Cô đầu cô bị đơ sao? Mình sẽ chỉ định là điều trị cái thuốc kháng virus viêm gan B ở những bà mẹ có thai trong cái quý 3, 3 tháng cuối của thai kỳ để giảm thiểu cái tình trạng là lây từ mẹ sang con. Thêm một biện pháp nữa là khi mà trẻ em mới sinh ra đó, mình sẽ tiêm luôn cái huyết thanh ha. Mình cung cấp luôn cái kháng thể đó để cho các em bé sinh từ mẹ mà bị viêm gan B ra. Mình kết hợp hai cái biện pháp này để giảm thiểu cái tình trạng là lây từ mẹ sang con. Cũng khá là hiệu quả. Chứ không có nghĩa là nếu mình làm tốt thì không có nghĩa là mẹ viêm gan B thì con sẽ là viêm gan B. Bây giờ mẹ viêm gan B thì cũng có thể là mẹ mới mắc gần đây. Nhưng mà con mà sinh ra luôn mà viêm gan B luôn á thì cái tiến triển để nó đến sơ gan thường là sớm. Thường gọi xung quanh cái tuổi 20 thôi nó đã tiến đến là sơ gan rồi, sau đó là các biến chứng của sơ gan và ung thư gan, tử vong sớm luôn. Còn lây nhiễm theo chiều ngang á, thì qua máu và các chế phẩm của máu và qua một số cái dịch tiết, mặc dù là nó có đó, nhưng mà nó không có nhiều. Chủ yếu là qua máu thôi và quan hệ tình dục. Lâm sàng thì đa số là nó không có biểu hiện rõ ràng. Nếu như với cái viêm gan B cấp
thường sẽ có cái tiền sử truyền máu, rồi là có quan hệ tình dục không an toàn, và cái thể điển hình mà có sốt rồi có mệt mỏi chán ăn, sau đó là vàng da, vàng mắt, đau tức vùng gan thì chiếm một số lượng là ít, đa số là sẽ không có biểu hiện rõ ràng. Và cái viêm gan B cấp nó cũng có thể diễn tiến đến suy gan cấp rồi bệnh não gan, tỷ lệ tử vong cũng khá là cao nếu như đã có những cái diễn tiến này. Nhưng mà như hồi nãy cũng đã nói đấy, 90-95% viêm gan B cấp có thể khỏi. Cận lâm sàng thì men gan tăng, bilirubin có thể tăng, anti HBC IgM là tăng ha, là dương đó. HBSAg tất nhiên là dương rồi. Nhưng mà nếu như đến cái giai đoạn cửa sổ á, mà chưa hình thành cái anti HBS á, thì cũng có thể là âm. Chẩn đoán nhiễm HBV mãn tính khi nào? Khi mà HBSAg tồn tại trên 6 tháng hoặc HBV DNA tồn tại trên 6 tháng. Cái HBV DNA này là mình sẽ định lượng đó, mình định lượng cái tải cái số lượng cái con copy á, tải lượng cái virus á, thì rõ ràng là nếu như nó có tồn tại mà nó trên cái ngưỡng mà mình phát hiện mà tồn tại trên 6 tháng, rõ ràng là rất có cái giá trị để mà chẩn đoán. Nhưng mà cái xét nghiệm này thì nó đắt tiền, 500-600 ngàn, còn cái HBSAg là mấy chục nghìn á, cho nên không có ai mà dùng cái HPV DNA để mình xác định là có nhiễm cái HPV mạng. Hoặc là HBSAg dương và anti-HBC IgM âm, và thường là anti-HBC IgG sẽ dương tính. Cái mạng này chia làm hai nhóm, nhóm là HBEAg dương và nhóm là HBEAg âm. Có giai đoạn trung lập miễn dịch, có giai đoạn hoạt động, cũng có thể là có viêm gan B mà không hoạt động. Thì cái này mình hiểu về những cái marker thì mình biết được. Về cái đánh giá cái giai đoạn và sơ hóa gan, ở đây mình học một cái thuật ngữ nữa là sơ hóa gan chứ không phải là sơ gan. Tất nhiên là trong sơ gan là đã có cái sơ hóa gan mà rất là nhiều rồi, mức độ nặng rồi đó nha. Nghĩa là theo như cái thang phân loại cái metavia này thì các mức độ của sơ hóa gan ha, 4 mức độ hoạt động của sự sơ hóa theo A0 đến A3, và có 5 giai đoạn của sơ hóa là F0 đến F4. Mình có thể đánh giá bằng một trong cái hai cái phân độ này đều được. A0 là không hoạt động, A1 là hoạt động nhẹ, A2 là hoạt động vừa, A3 là hoạt động mạnh. F0 là không sơ hóa, F1 là sơ hóa nhẹ, sơ hóa khoảng cửa và chưa có giải sơ. F2 là sơ hóa khoảng cửa và đã có giải sơ. F3 là có nhiều giải sơ nhưng gan chưa bị sơ chai á, là chưa có bị cái sơ gan mất bù á, là sơ gan còn bù, và F4 là sơ gan mất bù. Như vậy là mình hiểu này, F0 á không bị sơ hóa và F1 sơ hóa nhẹ, đây là sơ hóa rất là nhẹ về cái nhu mô gan đó, không có nghĩa là bệnh nhân đã bị sơ gan ha. Bệnh nhân có cái tình trạng viêm gan mãn tính là đã mình đã có cái F1, F2 đó rồi đó. F2, F3 cũng có thể là sơ gan, F1, F2 cũng có thể là viêm gan mãn nha. Lớp có hiểu được cái chỗ này không? Hải hiểu không Hải? Dạ em bị F0 đau đầu quá nghe. Hiểu. Vân Anh hiểu không em? Dạ cô em chưa hiểu lắm ạ. Nói sao để hiểu nhỉ? Đức hiểu không Đức?
Dạ em mình đang nghe nãy giờ cô. Mà em có hiểu không? Dạ cũng có mà phải đọc sách nữa. Vừa đọc sách vừa coi cô giảng nữa chứ cũng hơi khó. Cái này là cái giai đoạn sơ hóa gan, nó không có nghĩa là đây là mình không nói đến cái giai đoạn sơ gan nhá. Nghĩa là trong cái viêm gan mạn của mình nó cũng đã bắt đầu là có cái sự sơ á, từ cái mức độ nhẹ ở trong cái nhu mô gan. Đó mình hiểu như vậy, cái sơ hóa gan nó khác với lại cái bệnh học sơ gan. À, đây là đánh giá về cái sơ hóa gan ở trong cái nhu mô gan đó. Và mình có nhiều cái mức độ để mình đánh giá cái này, nhiều cái biện pháp. Thì tốt nhất là mình sinh thiết gan để mình xem là cái mức độ sơ hóa nó như thế nào. Còn không thì hiện tại mình có nhiều cái biện pháp đánh giá sơ hóa gan không xâm nhập. Như ở đây là mình cái mà siêu âm đàn hồi gan á, fibroscan á, là cái mà hiện tại đang áp dụng rất là nhiều. Mình hiểu nôm na là cái sóng này nó sẽ đo được cái gọi là cái độ cứng. Tại vì cái gan của mình nó mềm mại, nó chắc vừa. Mà nếu như gan nó càng sơ thì nó càng cứng. Sơ chai nó cứng. Vì mình đánh giá như vậy. Thì ở trên này bằng cái sóng siêu âm, không cần phải làm sinh thiết gan, nó không cần phải xâm nhập đó. Thì mình sẽ biết được là cái kappa đó là bao nhiêu. Để mình biết được nó là F mấy. Và từ cái F mấy đó thì mình có chỉ định là điều trị cái virus viêm gan B hay không. Hoặc là mình có thể sử dụng cái chỉ số APRI rất là đơn giản, chỉ bằng cái AST và cái tiểu cầu. Cái APRI này nó có từ rất là lâu rồi mà hiện tại là vẫn có áp dụng. Thì nó cũng gọi là nó cũng có, mặc dù độ đặc hiệu nó không cao nhưng mà nó cũng có giá trị trong những chừng, trong những cái nơi mà mình chưa có các biện pháp mà đánh giá sơ hóa gan như fibroscan chẳng hạn, thì mình biết đến cái chỉ số APRI hoặc là FIB visual 4 ha. Mình cũng đánh giá tương tự như vậy để mình biết cái này mình về mình tự đọc để đánh giá cái sơ hóa gan. Bây giờ mình sẽ chuyển qua là điều trị cái viêm gan virus B. Thì mình mục tiêu á là hạn chế và ngăn ngừa biến chứng, tạo ra các đáp ứng về hóa sinh, ức chế sự nhân lên của virus. Lý tưởng nhất là tạo ra sự chuyển đổi huyết thanh HBsAg, nghĩa là từ mất cái HBsAg và hình thành cái anti-HBs. Nhưng mà mục tiêu này là mục tiêu lý tưởng và mục tiêu cực kỳ khó để đạt được với các bệnh nhân viêm gan B mãn tính. Nhớ là viêm gan B cấp mình không điều trị, mình chỉ điều trị đây là viêm gan B mãn. Mục tiêu lâu dài ở bệnh nhân viêm gan B mãn là phòng ngừa tiến triển đến xơ gan và ung thư tế bào gan. Đây chỉ định điều trị. Đây là gọi là American này, Association này, Study of Liver Disease, nghĩa là cái hội nghiên cứu, hiệp hội nghiên cứu về bệnh gan của Mỹ. Đây là hiệp hội nghiên cứu về bệnh gan của châu Âu. Và đây là của châu Á, Thái Bình Dương. Thì có nhiều cái guideline để cho các em lựa chọn. Mà cái này thì mình phải nhớ để mình điều trị ở cái bệnh nhân viêm gan B mãn. Ví dụ như là cái châu Á Thái Bình Dương đi, 2015. Với trường hợp mà HBeAg dương tính thì mình điều trị khi nào? Với chia ra hai nhóm ha, nếu như mà HBV DNA mà lớn hơn 20.000 đơn vị trên ml cộng thêm là cái ALT tăng hơn gấp 2 lần so với cái giá trị bình thường á,
thì mình sẽ theo dõi 3 đến 6 tháng và điều trị nếu như không mất HBEAG tự nhiên, kèm theo là phải đánh giá mô học hoặc là sơ hóa gan không xâm nhập. Nghĩa là với cái này mà có HBEAG dương tính thì khuyến cáo là theo dõi 3 đến 6 tháng, sau đó mà cái HBE nó vẫn cứ dương tính thì mình khuyến cáo điều trị và đánh giá sơ hóa gan. Còn nếu như HBV DNA mà lớn hơn 20.000 và ALT là từ 1 đến 2 lần so với cái giá trị bình thường đó, cũng là theo dõi 3 đến 6 tháng và cân nhắc sinh thiết nếu như trên 35 tuổi, ALT tăng kéo dài hoặc là tiền sử gia đình có ung thư tế bào gan. Và khuyến cáo nếu sinh thiết có viêm vừa đến nặng hoặc là sơ hóa gan đáng kể thì cho điều trị. Cho nên có nhiều cái guideline để cho các em tuân theo. Với cái trường hợp là HBEAG mà âm thì tùy như các em chọn guideline đó, tương tự như vậy. Tùy theo cái hiệp hội nào mà các em lựa chọn để các em theo dõi chỉ định cho bệnh nhân. Với cái HBEAG mà âm tính á, thì chỉ định điều trị là sớm hơn so với cả cái HBEAG dương tính. Còn nếu như bệnh nhân mà đã có xơ gan rồi trên nền một cái viêm gan B mạn á, như hồi nãy đó thì mình hay có cái tiêu chuẩn là ALT nó như thế nào. Nhớ là ALT nó sẽ đặc hiệu hơn AST ở những bệnh nhân viêm gan này. Thì điều trị á, giai đoạn còn bù hay là giai đoạn mất bù á, thì điều trị là không cần quan tâm đến men gan. ALT bao nhiêu cũng điều trị hết. Và còn bù thì còn dựa vào cái tải lượng của HPV DNA, á, tải lượng virus. Nhưng còn nếu như đã mất bù á, thì không cần quan tâm. Nếu như bệnh nhân xơ gan mà đã mất bù rồi á, thì mình cứ điều trị không cần phải quan tâm đến men gan như thế nào, không cần quan tâm đến cái tải lượng virus như thế nào, mình điều trị luôn để mình giảm cái tiến trình của cái sơ hóa gan và ung thư gan. Cái này thì có giảm được nhưng mà giảm thì nó cũng không có nhiều. Thêm một cái hội của Mỹ đó, nghiên cứu bệnh gan của Mỹ năm 2018, thì ở đây nó có cái đánh giá điều trị khi nào nếu như HBEAG dương tính và HBV DNA lớn hơn 20.000 đơn vị trên ml và cộng với lại cái ALT tăng nhưng mà dưới 2 lần cái chỉ số bình thường ạ, và có mà tồn tại tăng ALT này và trên 40 tuổi, hoặc là đánh giá sơ hóa nếu như từ F2 trở lên hoặc là A3 trở lên thì mình điều trị. Tương tự như vậy, với cái ALT mà từ 2 trở lên, 2 lần bình thường ấy, trở lên, tăng gấp 2 lần bình thường đó. Và với trường hợp là HBEAG âm tính thì như thế nào? Thì khi mà làm câu trắc nghiệm á, thì cũng sẽ không có hỏi các em về những cái chỉ định điều trị như thế này. Nhưng mà mình sẽ về mình tìm những cái guideline để mình đọc, để mình biết là với bệnh nhân nào. Tại vì bây giờ viêm gan B nó quá nhiều. Và viêm gan B mạn á, trong cái cấp nó quá nhiều. Cho nên là mình phải xem để mình biết, để mình có hướng là mình điều trị cho bệnh nhân cho nó đúng. Tại vì một khi mà đã uống thuốc điều trị viêm gan B á, để đạt được cái mục tiêu mà mất HBSAG và hình thành cái anti-HBS là mục tiêu lý tưởng, mà theo như cô là một mục tiêu khó tưởng. Nếu như đã mãn tính rồi, rất là khó.
mình chỉ điều trị để cho nó giảm cái tải lượng của virus dưới cái mức phát hiện, nghĩa là trong cơ thể mình vẫn còn cái virus đó nhưng mà nó ít và nó chuyển đổi được cái huyết thanh là từ cái HBE mà mình hình thành được cái anti HBE, thì những cái đó mình cũng có cái chỉ định điều để mình có thể ngưng thuốc. Còn nếu như mà mình chưa đạt được các mục tiêu đó thì hầu như là các bệnh nhân viêm gan B uống thuốc suốt đời. Thì phương tiện điều trị là mình có các nucleoside, NAS, NA đó, và các interferon. Thì các NA mình có là lamivudine, có từ rất lâu rồi. Hiện tại bây giờ hầu như là kháng. Thuốc viêm gan B cứ ra được một thuốc nào mới được một thời gian sau là kháng. Rồi cái adiforvir, entecavir, dapivudine, tenofovir, disoproxin hoặc là tenofovir alafenamide. Thì khi mà nhắc đến cái thuốc điều trị viêm gan B mà chỉ nói đến cái tenofovir thì các em hãy nghĩ đấy đó đến là cái TDF. Mà khi mà nhắc đến cái tenofovir alafenamide thì mình sẽ nói luôn là cái TAF. Hiện tại khuyến cáo bây giờ đa số chỉ là còn là entecavir, TDF và cái TAF thôi. Cái TAF này là cái hiện tại đang là cái mới và được khuyến cáo là sử dụng nhiều, có nhiều cái tác dụng, nhưng rồi một thời gian sau rồi lại kháng thuốc hết thôi. Thì cái PEG interferon á thì là mình dùng có liệu trình, có thời gian 48 tuần thôi. Có như thế nào thì mình cũng chỉ dùng 48 tuần, dùng đường tiêm. Và có rất chống chỉ định thì rất là nhiều. Và nghĩa là rất là nhiều bệnh nhân mình không có dùng được cái PEG interferon. Và cái đề kháng thì cũng hầu như là không đó. Vậy thì vì sao mà ở trên thực tế bệnh nhân dùng cái PEG interferon á rất là ít? Thì đa số là bệnh nhân không có thích là dùng tiêm. Cái thứ hai á, là cái chống chỉ định của nó quá là nhiều. Còn cái bên mà những cái thuốc á, thì là thuốc uống, mà thuốc uống thì rất là kéo dài, khả năng dung nạp là tốt, còn không kém như cái PEG interferon. Là cũng có những bệnh nhân mình không có chống chỉ định với PEG interferon đó và mình tiêm thì bệnh nhân cũng không dung nạp được và buộc mình sẽ phải là ngừng thuốc. Trong đa số bây giờ là sẽ dùng cái những cái nucleotide thôi. Thì đáp ứng, đánh giá đáp ứng điều trị thì đáp ứng về sinh hóa là mình xem cái men nó có về được bình thường hay không. Đáp ứng về virus học để giảm cái nồng độ HPV DNA, đáp ứng về hòa mất HBeAg, đáp ứng về mô học là mình cải thiện được cái độ sơ hóa về mô học, và đáp ứng hoàn toàn khi mà đáp ứng về cả về sinh hóa, về virus, về mô học, và lý tưởng nhất đó là mất luôn cả cái HBeAg. Những cái này là mình đánh giá trong cái quá trình điều trị thì thôi mình không có nói ở đây nữa ha. Và khi nào thì mình kết thúc điều trị, ngưng thuốc khi nào thì nó cũng có những cái guideline. Hôm nay của mình chỉ biết được đến là bệnh học nó như thế nào. Và ý nghĩa, quan trọng nhất là các em biết được là ý nghĩa của các dấu ấn huyết thanh để chẩn đoán là nhiễm cái HPV, để còn những cái mà chỉ định điều trị thì phải xem xét cẩn thận. Cái thứ hai á, là quá trình điều trị thì dùng thuốc nào, mình theo dõi như thế nào thì mình về mình sẽ đọc thêm, và khi nào thì mình có thể ngưng được điều trị cũng về đọc thêm. Rồi lớp mình nghỉ nhá. Dạ vâng ạ.